rồi. Và sau khi mà thay đổi như thế này nữa thì cái lối chơi của con Biscayne nó càng mất an toàn nữa. Tức là người chơi hướng đến sự an toàn ở trong trận đấu của tôi rất là nhiều. Và do đó thì tôi cực kỳ ghét con Biscayne kể cả trước và sau bản cập nhật 3.1. Và đây là cấm ba tròn của trận thi đấu giữa Team Flash và Sài Gòn Baton. Bản thứ nhất của chúng ta sẽ được bắt đầu lại. Bản thứ nhất nhưng mà lần cấm chọn thứ ba đến từ cái hôm nay. Bây giờ tôi tiên đoán này, tôi chắc chắn là sẽ lấy Lee Sin đến từ bên phía của Team Flash. Sau đấy Sài Gòn Phantom họ sẽ lấy cho mình là Senna Gragas, Jisoo phải lấy Ezreal. Đấy, nói chung tôi nhìn trước tương lai đến được đấy thôi. Tiên tri rất mạnh đến từ Leo đúng không? Và bất ngờ quá, những lực chọn đến từ cả hai bên. Ngạc nhiên chưa? Nó hoàn toàn đúng với những gì mà Leo dự đoán. Còn bài tiếp theo thì tôi phần nhiều khả năng nghiêng về con Ezreal trong đội hình của Plus. Nó sẽ cần một vị tướng xạ thủ mạnh ở trong meta này, và đúng là như vậy. Wow. Những gì mà tôi đã dự đoán đó là có Ezreal trong đội hình của Team Flash. Thật sự rất khâm phục khả năng đoán meta đấy từ anh Quốc Việt, khi mà anh có thể biết được rằng là Ellie hôm nay sẽ đánh cái gì. Mặc dù là Ellie thường chúng ta sẽ thấy Ellie đánh pháp sư là chính, Ellie đánh Zeke, Ellie đánh Luck, nhưng mà hôm nay thì Ellie nghe lời anh Việt và Ellie bắt buộc phải đánh Ezreal. Akali là một sự lựa chọn mà chúng ta chưa biết, và với cái việc là anh Việt vừa phân tích về Akali bố rìu sát thần thì tôi đang có một chút gì đó linh cảm không tốt dành cho Coyote trong vài đấu này. Nhưng mà có thể là Shai sẽ cầm con này ở đứng trên là phần nhiều, vì Akali ở đứng giữa đang tỏ ra không quá hiệu quả trong giai đoạn đầu trận. Tôi nghĩ là bây giờ vấn đề là quân bài đường trên của Sài Gòn Phantom là gì nè. Nếu như quân bài đường trên của họ là một chất tướng mà nó đù như kiểu là Garen hay là Darius thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một kèo Akali bố rìu sát thần ở trong bài thi đấu này. Tôi chắc chắn là như vậy luôn. Và Team Flash cho đến thời điểm hiện tại thì cái đội hình của họ vẫn đang là tương đối mỏng, và họ vẫn chưa có bất kỳ một chất tướng ở giao tranh nào cả. Họ sẽ phải cần thêm ít nhất là một hoặc là thậm chí đến hai chất tướng có khả năng chống chịu mở giao tranh trong đội hình của mình. Trong khi đó thì Sài Gòn Phantom họ đã có Riven này. Anh lại bố rìu sát thần không nhưng mà thực sự nha, Riven lại được. Và nhất là trong cái bản cập nhật mới này của chúng ta nè, có một món trang bị gần như là trước đó là trấn phái của Riven, và nó đã bị phế đi rất là nhiều, đó là cái kiếm năng lượng Solari. Thế có nghĩa hoàn toàn Riven có thể thay thế kiếm năng lượng Solari bây giờ bằng cái búa rìu. Bây giờ lick of búa rìu sát thần. Đúng. Khoảng 2 tuần trước thì chúng ta có lick of rìu đen, thì bây giờ nó đổi sang là rìu khác. Và Team Flash đã bị phạt đó là mất đi một lượt cấm cuối cùng rồi, và cái lượt cấm thứ tư của họ thì đó là Yasuo. Và bây giờ thì liệu Sài Gòn Phantom sẽ lấy gì cho khu vực đường trên đây? Lớp B vẫn đang cần một kèo đánh có thể hòa và thắng được Akali trong đoạn đầu trận thì nó sẽ là mỹ mãn cho Sài Gòn Phantom. Thực ra là chúng ta vẫn chưa biết được con Akali nằm tay của Sai Coyote đúng không? Tuy nhiên là dựa vào bể tướng của hai người chơi này thì phần nhiều con Akali này sẽ nằm trong tay của Sai mà thôi. Đã có Renekton trong đội hình của Sài Gòn Phantom. Renekton này không biết là có ở khu vực đường giữa không nhỉ? Hay là đem lên đường trên để cho lớp bay băng ngàn, em chưa biết được. Riven cùng với Renekton là hai sự lựa chọn rất flex đội hình Sài Gòn Phantom. Mà Suri thì thường sẽ đánh những con bài mang thiên hướng đó là sát thủ một chút, và Renekton thì có lẽ anh ta cũng đánh được thôi, nhưng nó không phải là cái lối chơi, nó không phải cái playstyle của Suri. Và tôi nghĩ rằng anh ta sẽ hướng tới một vị tướng mạnh ở đầu trận và có thể có tạo một cái gì đó đột biến ở trong khoảng 4 phút đầu tiên, vì Senna và Ragat đã là một cặp đôi rất lép rồi. Nếu như Suri lấy cho mình một con bài pháp sư phạm hòa nữa như kiểu Orianna thì sẽ rất khó để Sài Gòn Phantom được trở dọa đầu trận. Trong khi đó thì Darius được khóa lại đến từ Team Flash, và Coyote cũng như là Shai đang có những cái kèo đổi tướng cho nhau khá hay. Và lựa chọn cuối cùng như chúng ta cũng đã dự đoán từ trước thì đó là một support buff, và đó là Luck dành cho MT. MT sẽ đi cặp với Ellie với cùng bài Ezreal ở trong bài thi đấu này, khu vực đường dưới của Team Flash thì là hai con tay dài, tức là khả năng cấu máu của họ thì cũng là tốt. Tuy nhiên bên phía bên kia thì khả năng cấu rỉa nhìn trao đổi chi thức cũng phải là dạng vừa. Senna cùng với Ragas hoàn toàn có thể có một kèo trao đổi là ổn so với Ezreal cùng với Lux. Tuy nhiên xét về cái đội hình tổng thể, là điểm hiện tại Team Flash họ đang có một cái đội hình tương đối mỏng. Chỉ có duy nhất một chất tướng có khả năng mở giao tranh trong đội hình của họ, đó là con Darius thôi. Darius nằm tay của Coyote. Còn trong cái đó bốn chất tướng còn lại là bốn chất tướng đòi hỏi phải đánh giao tranh cực kỳ khéo. Đặc biệt là con Ezreal trong tay của Ellie và con Lux trong tay của MT nữa. Trong khi đó thì nhìn vào đội hình của Sài Gòn Phantom đi, đội hình tương đối là cục xúc,
họ có một con Ragas có thể mở giao tranh với thùng rượu nổ nè, họ có một con Renekton có thể mở giao tranh với thần cá sấu nè, và ngoài ra thì Diven cũng là một con bài mở giao tranh khá ổn, có thể lướt lên 3 lần tam bộ kiếm mất tung một người sau đó lùi về. Vâng, và Grape là sự chọn cuối cùng đến từ bên phía Sài Gòn Phantom. Có lẽ là trong một trận đấu thủ tục như này thì hai bên vui là chính thôi, nhưng vẫn nên giấu đi những cái bài mà mình sẽ dùng trong playoff, có lẽ sẽ không có quá nhiều thứ mới lạ. Và rồi thôi, hảo chúng tôi đã nhận được hint từ hôm trước là Ellie sẽ đi rừng. Nhưng mà có vẻ như là hôm nay Ellie đi rừng thật luôn. Còn Ellie cầm Lee Sin, FT cầm Akali, Jisoo thì cầm Darius. Vâng, một trận đấu chắc chắn là for fun đến từ Team Flash rồi. Và đây không phải là thử nghiệm tướng đâu, đây là thử nghiệm người chơi luôn đến từ bên phía của Flash, và họ đổi loạn xí ngậu lên. Và tôi tin ở hôm trước nói thế tôi tưởng đùa, hôm nay tôi tin thật rồi anh Quốc Việt ạ. Sao tự nhiên tôi nhìn vào cái lineup của Team Flash ở trong năm ván này tôi thấy chóng mặt quá nhỉ. Tí nữa mà tôi có đọc sai tên tuyển thủ thì các bạn khán giả cũng thông cảm nhé. Lần đầu tiên chúng ta sẽ thấy MT không bị giữa với con Akali này. Sai xạ thủ. Và hỗ trợ cho Sai là ai đây? Hỗ trợ cho Sai đó là Coyote. Và ông đây Ellie là tiếng cười chứ đâu. Không thể. Nào, làm gì đây? Jisoo vậy, đánh rất căng ở khu đường trên nhưng mà anh ta đè liên tục vào lớp me, mặc dù Darius cũng không phải là một chất tướng có thể thắng được Revenge một cách quá dễ dàng. Tuy nhiên thì ở đường giữa, trời ơi, loạn hết cả lên rồi. Ở đường giữa thì MT và Suri đang có một kèo đánh khá hòa hoãn. Tuy nhiên thì tôi muốn nhìn thật nhiều vào khu vực đi rừng. Nhưng mà Ellie sẽ có cho mình con Lee Sin, một vị tướng mà rất dễ đánh lỗi ở trong giai đoạn và có con combo của mình. Và đây là Jisoo đường trên, cào liên tục vào người lớp bè, 4 xuất huyết rồi. Và Revenge đang rất khó thở. Trong trận thi đấu này tôi sẽ đếm xem Ellie anh ta có bao nhiêu lần sống ẩm hụt, chắc chắn như vậy. Vừa rồi pha sóng âm chính xác vào con xe. Và con xe vẫn được dừng lại dành cho MT. Vẫn đang chơi rất đồng đội đến từ người đi đường của Team Flash, đó là Ellie. Theo anh thì Ellie bắn trượt số sóng âm là chặn hay lẻ nào? Để okay. Lại comment nào. Các bạn để lại comment nào, một là lẻ hay là chặn nào, để chúng ta xem nào. Một rồi nhá, một rồi nhá. Bây giờ là một rồi đúng không? Ellie đã hụt một sóng âm. Không, đã trúng con xe mà, chưa hụt cú nào cả. Được, vẫn là không nhỉ. Rồi, chúng nào. Nhưng mà bây giờ anh chọn trắng hay lẻ? Theo phong thủy hôm nay thì em sẽ lấy chặn đi. Tôi chặn lẻ. Được, ok. Đây là phá ánh sáng chính xác đến từ Lắc. Sóng âm lần này chính xác đến từ Ellie. Và màn hồi cuộc đầu tiên thuộc về người đi rừng của Team Flash. Ván thi đấu này rất sẵn sàng. Khóa ánh sáng trúng rồi mà có sóng âm trượt thì chơi làm gì nữa. Và ở đường giữa thì MT đang đánh khá ổn. Nhìn chung thì đội hình của Flash dù có là for fun đi chăng nữa thì họ vẫn có một cái kỹ năng rất ổn định. Và chúng ta có thể thấy rằng là Flat đang không hề thua ở một đường nào cả. Và với việc có chiến công đầu thì họ còn đang dẫn 1.500 tiền cả. Anh nhìn vào cái lượng đồ của MT đi. Tôi ngửi thấy mùi búa rìu sắc thần rồi đấy. Và đó, chúng ta sẽ có một con Akali búa rìu sắc thần ở trong bài thi đấu này. Đối đầu với con rìu tắm. Thực sự đấy là sự lựa chọn tôi rất là hợp lý. Hoàn toàn không phải là dạy hư ai nhé. Tôi nghĩ sự lựa chọn này là hợp lý đến từ MT trong bài thi đấu này. Khi mà phải đối đầu với những chất tướng tăng á, thì cái búa rìu sắc thần sẽ giúp cho những đòn đánh tay của bạn bào tăng cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra bạn còn được hồi máu nữa. Nó cũng hoàn toàn hợp lý thôi. Vâng, nhưng mà đây chỉ là một trang bị mang tính chất đó là tình huống thôi. Các bạn đừng có trận nào cũng spam như này. Và ở đây từ trên thì Jisoo và Ellie làm gì này? Ellie có cho mình nó nộ long cước, không đủ tầm để có thể sút cho mình nó chiêu cuối. Nhưng Jisoo bị trụ bắn, vẫn còn xuất huyết trên ngửa lớp bè và Jisoo có lẽ không để ý đến điều này. Ô, khu vực đường dưới thì sao? Coyote có được mạng hạ gục, sát thương đến từ cái bắn tay cuối cùng của Coyote. Có kết hợp với Eri không nhỉ? Có thể là có, là đủ để có thể kết thúc khi mà hạ gục của Vigos. Như vậy là 2-0 dành cho Team Flash rồi. Mặc dù là đổi vị trí là xì hậu với nhau. Tuy nhiên thì ở thời điểm này Team Flash vẫn đang là đội tuyển có được thể trạng sẵn sàng hơn so với đối phương. Ta cùng xem lại pha thi đấu này. Và tốc biến khóa ánh sáng rất triệt để đến từ vị trí của Coyote. Mặc dù anh ta chơi ở vị trí hỗ trợ nhưng mà anh ta vẫn đang thi đấu như là một sát thương chủ lực ở trong đội hình của Team Flash vậy. Dù sao thì Coyote là người chơi đứng giữa và con bài Lắc thì có lẽ không xa lạ gì với anh ta cả. Đứng giữa thì MT đang gặp khá nhiều khó khăn vì Renekton là một chất tướng đánh không cần nhìn, và dù có đứng trong bom khói đi nữa thì vũ điệu cá sấu vẫn là nguồn sát thương chính và nó gây ra rất nhiều đam trên người của MT trong tình huống vừa rồi. 3.300 tiền búa rìu sát thần đã có nào. Bắt đầu những tình huống tấu hài đến từ bên phía của Flash nào. Sẽ là con rồng đầu tiên và Flash đang có khá nhiều trang bị lớn và tôi đánh giá rằng họ đang thăng tiến sức mạnh vô cùng ổn. Trong khi đó thì Sài Gòn Phantom
Suri và Eagle chưa có trang bị lớn thì sẽ rất khó để hai chất tướng lao vào này có thể sống được ở trong giao tranh. Đúng là như thế. Và Ellie biết là thời điểm hiện tại anh ta đang mạnh hơn Eagle rất là nhiều. Anh ta đang chủ động kiểm soát con rồng này. Hai con mắt được cắm ra bên Sài Gòn Tôm. Thêm một con mắt cua nữa là ba những nhắc cũ. Và đây là pha lăng buộc chính xác đến từ Vigos. Nhưng không có ai bồi thêm sát thương vào cho anh ta. Vigos đã phải lên bàn điểm số trong tình huống thi đấu này. Bây giờ Bonnes đến tung ra một cú cái gì vậy? Tôi quên mất chi một của Senna rồi. Nó không chính xác và đây là pha lao vào đến từ MT. Và phía bên này thì Jisoo anh ta chạy đi được. MT đang bắt đầu có những tình huống cắt với con Akali này của mình ở phía sau. Thì Sai vẫn đang bắn vô cùng chạy máy. Sai anh ta mặc dù đang công cho mình bị tử xạ thủ nhưng anh ta giữ khoảng cách rất hay. Eagle là màn tiếp theo bị bắn gục bởi các thành viên của phía Team Flash. Team Flash thời điểm này dẫn trước 5 về màn hạ gục so với số màn hạ gục Sài Gòn Tôm chỉ là 2 mà thôi. Ngoài ra thì họ còn có được thêm cái con đồng nước nữa. Vâng, và tôi chưa thấy Ellie sống áp trượt phát nào. Đúng. Ellie lúc nào cũng sẽ đợi đồng đội cố định luôn. Đây, một pha chúng ta thì thấy là khóa ánh sáng rồi thì Ellie mới đá sóng âm, hoặc là những cái pha mà đối phương không còn góc nào để chạy nữa thì Ellie mới tung vào sóng âm. Thì có thể đây là một lối chơi rất chắc cú và nó đang tỏ ra khá hiệu quả khi anh chàng này đã kiểm soát được con rồng, cũng là tham gia vào khá những mạng hạ gục rồi. Và Team Flat với việc là đánh for fun thì họ vẫn đang dẫn về mạng hạ gục và cả tiền nữa. Ngay tức họ hướng sang cho mình đó là con sứ giả khe nứt, và chắc chắn lớp B sẽ có một tình huống hỏi thắm 3 người sau cái tình huống ăn sứ giả này. Rồi, lớp B anh ta bị dồn 4 stack với Jisoo rồi. Và có sự xuất hiện của Coyote lên đây nữa. 4 người của Team Flash đang có mặt ở nửa trên bản đồ. Chắc chắn họ đang muốn có được cái trụ này. Coyote bắn cầu vòng tối thượng xuống dưới để giải tỏa đợt lính, nhưng trụ vẫn được ăn đi bởi Sài Gòn Phantom. Chỉ có một người của Team Flash phòng thủ ở trụ ở khu vực đường dưới mà thôi, và đó chính là MT. MT có bú điều sắc thần nên nhớ như vậy. Tuy nhiên, bú điều sắc thần sẽ không giúp cho MT có thể có tình huống phòng thủ là tối ưu trong này. Và anh ta đã phải lui. Khi đó Team Flash đã có trụ đường giữa của đối phương và Vigo sắp máu, anh ta đã phải lùi về. Sai từ phía sau liên tiếp tung ra những cú phát bắn thần bí rất đau vào người Lope. Sai bây giờ dính cái ràng buộc, anh ta bị trói lại, anh ta bị chui vào với vị trí của Suri cùng với Eagle. Và Sai lần đầu tiên đã phải lên bàn điểm số ở trong trận thi đấu này. Và tôi cũng ngửi thấy mùi sắp có thêm một cái búa diêu sát thần nữa khi mà Sai đã ở trên bảng điểm số rồi. Đây là Jisoo. Jisoo có một pha xuống chưa một khá đẹp, hồi rất nhiều máu, hai cú bổ liên tục. Liệu có cú bổ thứ ba không? Đây, lăng kính phòng hộ tung ra từ lắc nó là đủ, và Jisoo không còn đủ năng lượng để có thể cò quay cho tình huống này. Vậy Ellie tiếp tục sóng âm chúng sau khi mà đối phương đã dính khóa ánh sáng, đánh rất chắc cú, và bây giờ sẽ là Ellie nào. Và nó trở thành lẻ rồi, và đó là một lần mà Ellie sóng âm trượt ở trên sóng livestream. Và tạm thời thì anh Công Việt đang thắng đó. Rồi chúng ta nhớ nha, một lần một lần sóng âm trượt. Và trước đó cái tình huống mà Ellie anh ta lao vào, anh ta KS cái màn hình của Suri ngay trước buổi của Coyote, tôi cũng không đánh giá cao nha. Coyote tình huống đó anh ta đã bắn cầu vòng tối thượng rồi, chỉ cần bắn thành công là anh ta sẽ có mạng. Nhưng Ellie đến mà trước đi cái màn hình của đóng cách rất là lùng, cái tình huống thi đấu không đồng đội chút xíu nào đến từ Ellie. Có đánh giá là như vậy. Một tình huống mà Ellie đi rất sai, đã đi từ nhà ra và anh ta ăn được cái mạng này. Và trước đó thì vẫn là khóa ánh sáng cố định lại đến từ vị trí của Coyote, cũng là việc nhẹ lương cao để cho Ellie. Và trong một tình huống mà cần sự phán đoán, cần sự nhanh nhạy thì ngay lập tức Ellie sóng âm trượt. Đây là nộ long cước đá vị trí của Bonnet ngược về và tiếp tục sóng âm trúng đến từ vị trí của Ellie. Khá dễ chơi cho Flat khi mà tất cả các đường của họ đều đang xanh rồi. Khóa ánh sáng tiếp tục trúng đến từ vị trí của Coyote và Shy đang gặp khó. Shy đã không còn chân mình, nó chiêu ba và anh ta ngay lập tức phải nằm xuống thùng rượu nổ giải tán đám đông đến từ Vigot. Và vẫn là một thế đánh nhau liên tục đến từ bên phía của Team Phát. Họ kéo được tiếp vào vị trí của Suri, khóa ánh sáng lại chúng, và Suri ngay lập tức lên bảng điểm số. Đánh nhau trên mọi mặt trận đến từ Team Phát và tiếp tục đu lên từ vị trí của Ellie. Sóng âm lần này là chúng nhưng quá xa để ta có thể lao vào rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy là Ellie anh ta đánh con Lee Sin thì khá hay chứ. Trước đó là tình huống mà anh ta dùng tốc biến của mình outplay cái tình huống hất về với cái thùng rượu nổ đó. Nhưng như anh ta không kịp dùng tốc biến thì anh ta đã bị cái thùng rượu nổ của Vigos hất về trụ. Và rất có thể là Ellie phải nằm xuống. Nhưng ta hắc não đối phương trước đó, anh ta tốc biến trước đó, tôi nghĩ là như vậy. Và sau đó thì liên tiếp những tình huống sóng âm chính xác đến từ Ellie. Và từ đầu ván thi đấu đến giờ Ellie mới chỉ đá sóng âm hụt một pha duy nhất mà thôi. Vậy thì một pha trên sóng livestream, còn anh ta trượt bao lần thì có lẽ chúng ta cũng không biết thật. nhưng mà ít nhất là cái cách mà anh ta sử dụng con Lee Sin cho đến thời điểm này vẫn là rất tính nha. Tôi nghĩ là trong đó hoàn toàn Team Flash họ vẫn có thể sử dụng lại cái bài này. Tức là để cho Ellie đi vào đường rừng và sử dụng lại con Lee Sin này. Đánh giá là TikTok không kém gì Jisoo cả. Bài này trông cũng rất vui mắt đến từ Flash, mà tôi nghĩ rằng là nếu gặp kiểu MDH hay Severus và đánh chắc tay thì có lẽ là
việc mà Team Flash đổi loạn đội hình này như này thì nó cũng hơi mạo hiểm một chút, và đây sẽ tiếp tục là một tình huống ép giao tranh, và khóa ánh sáng lần này nó tiếp tục trúng từ vị trí của cô cho thấy đai lực để chạy thùng rượu đổ hất anh ta vào tường và đạn nổ thần công kết thúc đi cái mạng này. Và Ellie vừa rồi có một tình huống múa máy khá là dẻo, tuy nhiên thì ở đây Jisoo đang là người phải chống chịu sát thương. Một pha chiêu cuối rất đẹp từ Bonnet tạo giáp cho tất cả những người đồng đội còn lại. Suri đang cố cản lớp giữa đường đối phương và anh ta hạ gục được Jisoo rồi. Ellie và Shy sẽ làm gì đây? Tiếp tục sóng âm trúng từ vị trí của Ellie, và MT đang có quay khá tốt với cái búa diêu sát thần hồi máu liên tục, và chắc chắn Ellie sẽ phải nằm xuống rồi. Mạng thứ 5 dành cho Eagle rồi, và sau những cái phút chơi đùa thì bỗng dưng Sài Gòn Phantom có một chơi đi rừng vô cùng xanh và tiếp tục lăn bụng tốc biến lên đến từ Vigot và Quetzer dành cho bên phía Sài Gòn Phantom, mà tôi lại vừa thấy cái búa diêu sát thần trên người Riven rồi. Nhưng mà cái tình huống giao tranh này là tình huống mà cả Ellie cùng với MT vui chơi hơi quá trớn. Là vui thôi chứ đừng nên vui quá. Ellie trước đó anh ta đã sóng âm trúng, anh ta vô anh cướp vào cả ba người của Sài Gòn Phantom. Sau đó thì đến lượt MT cũng phải cần hai. Cái tình huống thi đấu như thế này thì đúng là nó vui thật. Tuy nhiên thì Team Flash đã phải trả giá bằng rất nhiều những điểm hạ gục. Chúng ta cùng xem lại pha giao tranh này. Ellie đu vào giữa ba người, anh ta ngay lập tức bốc hơi. Đào đau đớn hơn nó lại nằm trong tay của Eagle, người chơi đi được bên phía Sài Gòn Phantom. Và sau đó tiếp theo mà hạ gục của Sai, và đây là pha găm phi tiêu chính xác của MT. Tình huống này thì anh ta lại phi tiêu ngược ngược sau à, cái phi tiêu năm cánh của ta nó không trúng vào mục tiêu. Đây là Ellie đang rất cố gắng. Và trước đó là một tình huống mà bên phía Sài Gòn Phantom họ tràn vào dòng, và ngay lập tức thì Team Flash họ phải phòng thủ. Lượng tiền đang không quá chênh lệch à, không, nó rất quá chênh lệch, 5.000 tiền dành cho Flash sau 10 phút thi đấu, và con dòng đất nó sẽ tiếp tục nằm lại cho Flash. Và đây là một tình huống mà Slurp Bear lao lên, họ chọn mục tiêu đó, cô cho tốc biến né đi. Khoái sáng lần này thì trượt ở phía bên kia, thì MT trốn trong bông khói. Suri cố gắng cản lớp một dự định đối phương, tuy nhiên là quá xa. Và đây là một tình huống mà bên phía của Flash họ tràn vào cực kỳ mạnh mẽ với sát chiêu hoàn hảo đến từ vị trí MT, double kill dành cho Shy, đánh rất vô phần. Tuy nhiên thì MT vẫn đang cố chạy và có hồi máu đến từ vị trí của ai đây, đó là vị trí của Coyote. Ở bên này thì người bị bắt lại đó là vị trí của Bonnet, và lại thấy búa diêu sát thần trên người của Bonnet rồi. Lick of búa diêu sát thần là Israel Man. Và đây là tiếp tục Eagle bị bắt lại, và phản nộ nó cũng rất đẹp từ vị trí của Ellie, và đó là mà hạ gục thứ 19 dành cho Team Flash trong bản đấu này. Búa diêu sát thần bây giờ nó trở thành một cái món đồ mà bất kỳ gia đình nào không thể thiếu. Mỗi ván thi đấu nào thì mỗi gia đình cũng nên có cho mình một cái búa diêu sát thần, và trước đó là cả cái rìu đen nữa. Thời điểm hiện tại là thời điểm meta của rìu và búa rồi, chắc chắn là như vậy. Tuy nhiên trước đó trong cái tình huống giao tranh trong góc hẹp rồi, tôi đánh giá rất cao khả năng sử dụng con Akali này của MT này. Anh ta có tình huống lao lên với sát chiêu hoàn hảo của mình rất là mạnh mẽ, và ta canh đủ đàm để có thể dứt điểm phía đối phương, thậm chí anh ta có thể lùi về được, anh ta hồi máu được, nó không chết trong tình huống vừa rồi. Anh ta múa cũng là khá déo với con Akali này của mình. Từ đó cái đội hình này của Team Flash, cái cách chia đường này của họ, tôi lại đang thấy nó khá là hay, nó khá là hiệu quả. Các người chơi của họ, các tuyển thủ của họ vẫn đang thi đấu rất bay ở trong bán thi đấu này. Ellie anh ta có một tình huống bằng bà trụ, nhưng sau đó dùng đồng hồ cát rất hay để outplay pha lăn bụng đến từ Vigos. Và thậm chí là cái thùng đồ đổ này không khiến Vigos sắc lại được bất kỳ ai. Ellie cùng với Jisoo đang nương tựa lẫn nhau, nhưng đây là pha lăn bụng chính xác đến từ Vigos. Thôi lần này thì thôi rồi, đá nổ lòng cướp ngược lại của Ellie để giải bày. Và sau đó thì Vigos cũng đã phải lên đại điểm số. Bây giờ thì MT đến có sự hỗ trợ của Jisoo, và Ellie mặc dù còn một chấm máu nhưng anh ta vẫn không về. Anh ta vẫn có thể thả được con sứ giả khe nước này. Sứ giả khe nước sẽ giúp cho Team Flash có được sự có bình phía đối phương. Trong khi đó Sài Gòn Phantom có vẻ như là không quan tâm, họ vẫn đang miệt mài đẩy trụ ở khu vực nửa trên bản đồ. Ở những tình huống đánh cũng hơi khó hiểu cho Sài Gòn Phantom, khi mà bên phía Flash dâng rất cao ở cánh dưới thì ba nguồn sát thương của bên phía Sài Gòn Phantom họ lại lấy cho mình nó cái trụ một đường trên. Okay. Lối di chuyển cũng khá là hớ đến từ Sài Gòn Phantom, và có lẽ người chơi mạnh nhất của họ lúc này đó là Eagle thì nên đi cùng những người đồng đội của mình để có khả năng bảo kê cũng như sốc sát thương những thành viên phía bên kia. Đội hình của Phát là đánh máu khá là mỏng. Và MT lên gì đây? MT có cho mình đó là vũ điệu tử thần, và trang bị thứ ba đó là pha lê chấn tử. Những lối chơi Akali nửa chống chịu này đang rất là khó chịu, và đó là cái sóng âm trượt thứ hai từ Ellie, và chúng ta trở về với phe chặn. Rồi, chúng ta trở về phe chặn. Ellie đã phải lên bài điểm số. Đây là Sai, mình nhớ là Suri chỉ còn chấm máu, và Sai đã dứt điểm cho anh ta. Lốp Bay 3000 cũng là trường hợp tương tự, chỉ Lốp Bay 3000 trốn rất kỹ ở trong cái bụi này. MT đang bắt đầu có những tình huống lao vào cắt với con Akali này, sát chiêu hoàn hảo được sử dụng, và anh ta có được một mạng gục. Ở phía sau thì sao? Sai đã phải lên bài điểm số rồi, nhưng MT vẫn còn trên bản đồ. Ta cầm phi tiêu chính xác ở vị trí của Bennett chắc chắn sẽ phải lên bài điểm số mà thôi. Còn lại Eagle thì đang bị chặn đầu với Jisoo bên phía bên kia.
thêm cả lốp bè 3.000 nữa. Jisoo anh ta đã cân 2, 4 stack rồi, bây giờ là 5 stack. Anh ta có một pha bắt giữ chính xác vị trí lốp bè 3.000. Và bây giờ là cú bổ kết thúc đi mà hạ gục của lốp bè 3.000. Và Team Flash đang dẫn một đợt lính tràn thẳng vào nhà chính bên phía đối phương. Nhưng nên nhớ là 2 giây nữa thì Suri sẽ xuất hiện trên bản đồ. Và đây là combo tốt đến từ Coyote kết hợp thêm cả sát thương đến từ Jisoo nữa thì nó là đủ để kết thúc đi màn hạ gục của người chơi phòng thủ còn lại của đội Sài Gòn Phantom, đó là Eagle. Nhưng vâng, những người chơi khác của Sài Gòn Phantom cũng đã kịp thời có mặt trên bản đồ và họ vẫn có thể phòng thủ được cái nhà chính này. Vâng, và để và đấu này trọn vẹn hơn thì tôi nghĩ rằng là Coyote cũng nên có cho mình một cái búa rìu sát thần để cho nó đồng bộ. Và đây là MT, tình huống liệu có muốn cân 2 không? Có thể cân 2, đây là một chất tướng Akali rất xanh xao, còn cho mình hai phép bổ trợ và còn chiêu cuối. Và Ellie ở đường trên đang muốn bỏ ngỏ con rồng lửa, tuy nhiên thì với cái thế lính quá đẹp ở đường dưới, tôi không nghĩ rằng ở Sài Gòn Phantom có cách để có thể ăn được con rồng này. Liệu có muốn ám sát vào Bonnet ở khu vực đường trên không? Senna đang không có cho mình quá nhiều trang bị và cái thả ma của anh ta thì chưa dùng. Ở đây sẽ là Ellie, một tình huống rình rập. Sóng âm là chúng và chắc chắn là bọn này sẽ phải đi thôi. Lượng sát thương từ Lee Sin và một con Senna 06 rất là quá nhiều. Combo mượt thế nhờ. Trong khi đó từ đường dưới thì sao? Sai, anh ta bị thùng lửa nổ hất văng ngược trở lại. Trước đó thì anh ta đã mất đi cái đại lượng hashtag của mình. Sai phải nằm lại. Nhưng bây giờ tôi mới nhìn thấy cái đại lượng hashtag được lên ở trên người của Sai. anh có thấy cái hồng ngọc ở trên người của Coyote không? Nó sắp biến thành cái hỏa ngọc. Xong rồi nó sẽ có thêm cái thủy kiếm nữa. Như đây sẽ là con rồng lửa dành cho Team Flash, chắc chắn là như vậy rồi. Và họ sẽ có được 3 rồng ở trong vài thi đấu này. Mặc dù Eagle sau những tình huống thi đấu tương đối tỏa sáng, nhưng anh ta lại gục ngã cái thời điểm quan trọng nhất. Anh ta không có mặt ở trong thời điểm mà con rồng thứ 3 chúng ta xuất hiện ở trong vài thi đấu này. Và đồng nghĩa với việc là Team Flash có được 3 rồng. Nhưng Sài Gòn Phantom vẫn có thể yên tâm một điều là ở trong phiên bản cập nhật mới này của chúng ta thì các con rồng đã bị nẹp tương đối là yếu rồi. Jisoo anh ta đang làm gì đây? Anh ta đang có tình huống treo người đối thủ lốp bè 3.000 ở thời điểm này. Có lẽ là anh ta đang ngửi thấy là Jisoo anh ta tự tin như vậy, chắc chắn là phải có ai đó đứng sau anh ta, và đó chính là Ellie. Jisoo cùng với Ellie đang tấn công vào vị trí của Bonnes và lốp bè 3.000. Bonnes đã phải lên bàn điểm số. Đây là lần sóng âm trực thứ ba, chúng ta trở về phe lẻ. Chúng ta lại về phe lẻ tức thế nhờ. Và đây là tình huống lao thẳng vào đường vị trí của Ellie, và đây là pha về chặn đến từ Ellie. Tiếp tục anh em chặn về bờ và lốp bè đang lùi về, và Ellie liệu có tung sóng âm tiếp không đây? Làm rất khó chơi. Và bây giờ là một tình huống lao vào đến từ lớp bèo. Có lẽ Jisoo sẽ phải đi bụi trong tình huống này. Tôi không còn quá nhiều cách để Jisoo có thể có quay vào bên phía của Sài Gòn Phantom. Thì họ lại đang ở nửa trên của bản đồ, và có vẻ Jisoo vẫn sẽ sống. Máy chém nóc sớt nó là đủ, và Elim cái đồng hồ cát tiếp tục sóng âm trúng, và đó là một pha quét sạch dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Và Eagle càng sáng thì Flash càng tắt, mà anh càng tắt thì Eagle cũng không bật được lên nữa rồi. 96 có lẽ là những gì mà Eagle có thể làm được trong ván đấu này. Không còn quá nhiều cách để chơi khi mà tất cả năm vị tướng của Phát đều đang quá xanh xao. Chênh lệch tiền nó đã lên tới khoảng 15.000 tiền rồi. Bây giờ chúng ta đang là phe trắng đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ cổ vũ cho Sài Gòn Phantom. Sài Gòn Phantom sẽ phòng thủ được pha đẩy này của Team Flash, ít nhất là cho đến khi Ellie ta đã trượt một cú sóng ầm nữa. Trước đó thì ta xem tình huống đánh nhau ở khu vực gần hang con Baron này. Có hai người nằm xuống trong pha thi đấu này, đó là Coyote cùng với Suri. Hai người chơi đi giữa cả hai bên. À không phải, Coyote ta là hỗ trợ cơ mà. Và đây là Suri của mình được chơi, ta bật lên thân cá sấu của mình. Ta đã tấn công vị trí của MT, nhưng MT vẫn đang rất chì chạc với cây búa rìu sắc thần của mình. Ellie muốn làm gì đây? Phá mắt thôi, không kịp rồi. Tốc độ đánh cộng thêm đến từ nội tại Lee Sin là không đủ để phá đi con mắt trong tình huống rồi. Và Suri đang gặp khó à. Jisoo có cho mình nó giáp liệt sĩ, và tốc độ di chuyển của Ellie cũng được cộng thêm bởi kiếm ma Yomu nữa. Họ sẽ làm thịt con cá sấu này nhanh thôi. Nhưng không, Ellie quyết định bỏ. Và bên phía Sài Gòn Phantom thì đang đép lính khá co cụm ở nhà. Tôi vẫn chưa thấy búa rìu sát thần chưa ở Coyote nha. Ừ. Cái hỏa ngọc này thì... cái hồng ngọc thì... thôi, nó đừng nên trở thành cái búa rìu sát thần. Và đây là pha ăn Baron đến từ Team Flash. Rồi Ellie đâu? Rồi Ellie đâu? Đang thông nổ không thể còn cần hơn đến từ Ellie. Và hai người bay hai hướng, dù sao thì Team Flash họ cũng ăn được con Baron này rồi. Và con Baron này thì sẽ giúp cho Team Flash có thể có những pha đẩy được gọi là tối ưu hơn. Sống ở một ngày tiếp tục trúng lên từ Ellie. Trúng ở người lớp 7 băng hàng, đu vào với vô ăn cước. Và sau đó hộ thể lùi ra, tương đối là mượt đến từ Ellie. Và chúng ta vừa thấy Sai anh ta lao vào, một tinh hoa tuôn chảy, một phát bắn thần vĩ, một bắn tay. Ngay lập tức lớp 7 băng hàng bay nửa mẫu. Rồi Ellie nào, Ellie làm gì đây? Ellie insect cái gì đây? Ellie insect nhầm người rồi, anh ta đá vào Suri, một con Rektor quá cứng.
và Ellie bật cho mình đồng hồ ngưng động, hồi kịp sóng áp, à xin lỗi các bạn, hồi kịp hộ thể không đây, và ngay lập tức thì Ellie chạy được ra ngoài, có lăng kính phòng hộ đến từ vị trí của Coyote, và Ellie không phải nằm xuống những cái nhà của Sài Gòn Phantom thì có, và đội chạm đất thắng, anh em chặn về bờ, và đó là chiến thắng 1-0 dành cho Flash, cũng như là chiến thắng 1-0 dành cho anh em team chặn. Khá cay đến từ vị trí của tôi, chỉ một pha sóng âm trượt nữa rồi mà Ellie cũng không làm được, cực kỳ cay. Sẽ thế mà thi đấu này sẽ thế mà không làm được việc đá sóng âm ở phía sau thôi cũng không làm được ạ. Rất cay. Và đây là ván thi đấu mà xét về tỷ lệ màn hạ gục thì Team Flash hoàn toàn là hơn hẳn so với Sài Gòn Phantom. Họ có gấp đôi lượng màn hạ gục so với đối thủ của họ, 36 so với 18. Đây là ván thi đấu mà Jisoo có được rất nhiều điểm hạ gục với những cú bổ của mình. Tuy nhiên thì tất cả đội hình Team Flash đều đã làm tốt ở trong ván thi đấu này. À, tôi khá thích cái đội hình này nha. Tôi khá thích cái cách chia đường này của họ. Các thành viên của họ với những vị trí mới này thì rõ ràng họ đang vui vẻ hơn rất là nhiều. Họ thi đấu một cách bay múa hơn rất là nhiều. Và thực sự là nếu như mà Team Flash họ gặp khó khăn ở trong vòng playoff, họ gặp quá nhiều áp lực về mặt tâm lý, thì tôi nghĩ họ hoàn toàn có thể trở lại cái đội hình này để giải quyết áp lực mà tâm lý. Và tôi lại bỗng dưng tôi lại nhớ đến một người, một người mà sẽ gặp rất nhiều cái khó xử khi mà xem trận đấu này. Đó là Host Nghi ở trên bàn phân tích, vì tôi nghĩ rằng trận đấu như này thì rất khó để chúng ta tìm được cái gì đó chuyên sâu phân tích khi mà Team Flash họ đánh lỏng tay lắm rồi. Tuy nhiên thì với việc là cả 5 người chơi của họ có kỹ năng khá đồng đều thì việc mà họ đổi đường cho nhau nó vẫn đem đến một kết quả thuận lợi. Và Sài Gòn Phantom thì có lẽ điểm sáng duy nhất trong ván này đó là Eagle, khi mà có những pha giao tranh mà Eagle anh ta bắt được vào vị trí của Ezreal trong tay Shy một cách khá dễ dàng, và lượng sát thương đến từ Grave nó có thể cứu được Sài Gòn Phantom ở giữa trận. Tuy nhiên thì đến cuối khi mà cả Akali rồi Lux rồi Ezreal đều xanh thì một cánh én không thể làm nên mùa xuân, và MVP ván 1 nó lại là Jisoo, nhưng lần này ở một vị trí khác, đó là Darius đứng trên với gần 1.400 sát thương trên phút và tham gia. Dường như là Team Flash thì tôi đã kỳ vọng những cái kèo cấm và chọn nó sáng tạo hơn nhiều, những cuộc bài lạ. Tôi đã kỳ vọng là Team Flash sẽ đem ra chúng ta những cuộc bài lạ. Tuy nhiên trong ván thi đấu đầu tiên họ vẫn đem đến những cuộc bài hết sức quen thuộc, và họ đã giành chiến thắng trong ván thi đấu thứ nhất. Sang ván thi đấu thứ hai này, hy vọng là các nghệ sĩ nhân dân, các idol của Team Flash chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn thú vị hơn một chút xíu. Vâng, và anh có thể nói thẳng luôn là anh đang đợi Master Yi mà, có ai ký thị anh đâu. Của bây giờ thì Master Yi này, Rammus, Teemo, Janna đây, những cái tướng chúng ta ít thấy mang ra đánh, có lẽ là Team Flash đang rất thoải mái rồi. Dù cho họ có thua thì họ vẫn là đội nhất bảng, nhưng mà với cái chênh lệch về thực lực này thì tôi nghĩ rằng Flash dạo này khó thua lắm. Chắc chắn là như vậy rồi. Ván thi đấu thứ nhất cho chúng ta thấy điều đó. Mặc dù ván thi đấu thứ nhất Team Flash họ đã đổi gần như là toàn bộ vị trí đi đường các thành viên với nhau, tuy nhiên thì với kỹ năng tay vốn có của từng thành viên thì họ vẫn có một ván thi đấu có thể gọi là hoàn toàn đè nén so với Sài Gòn Phantom ở phía bên kia. Không có bất kỳ một dấu ấn nào được tạo ra bởi đội hình của Sài Gòn Phantom cả. Ván thi đấu thứ hai này thì Sài Gòn Phantom sẽ nằm ở bên phía đội xanh, còn Team Flash sẽ nằm ở phía đội đỏ. Những lượt cấm của chúng ta vẫn là những lượt cấm hết sức nghiêm túc đến từ cả hai bên mà thôi. Ragaz và Zay bị Sài Gòn Phantom cấm đi, trong khi đó thì Team Flash chọn cấm đi Fiora cùng với Camille. Vâng, mà có lẽ thì những lượt cấm sẽ giống ván đấu đầu tiên thôi. Tuy nhiên thì ở ván đấu thứ hai này, Flash không còn bị phạt mất một lượt ban nữa và họ sẽ có đầy đủ 5 lượt cấm. Sau Phantom quyết định vẫn cấm cho mình đó là Galio, một chất tướng mà không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi meta hiện tại. Và với việc là chọn sang đội xanh thì tôi nghĩ rằng là Sài Gòn Phantom đang muốn hướng tới một vị tướng mạnh như là Fiora. Như Fiora thì đã ở trên bảng cấm rồi. Điểm hiện tại thì Sài Gòn Phantom hoàn toàn có thể chọn trước thì mình xin lỗi anh Việt, Irelia. Irelia. Hơi lộn. Irelia là một sự lựa chọn hợp lý. Irelia đang rất mạnh ở giai đoạn này, tuy nhiên thì vẫn còn set được họ ra, và Sài Gòn Phantom ngay lập tức chọn con set thôi. Set nằm trong tay của Lốc Bay 3000 cũng tốt, set nằm trong tay của Vigos cũng tốt. Bây giờ mới là sự lựa chọn mà chúng ta chờ đợi nè, để xem là nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Chí Khanh Sai cùng đứng trên của chúng ta trong đội hình của Team Flash, anh ta sẽ chọn gì cho Team Flash đầu tiên đây? Akali. Và liệu là Akali có là Akali bố điều sắc thần hay không? Nhưng mà chưa chắc con Akali này đã nằm trong tay của Sai. Biết đâu. Ồ, trông giống ván đầu tiên thế nhỉ? Hai vị tướng ở ván đầu tiên đã được Team Flash pick lại, đó là Lee Sin và Akali rồi. Và Lee Sin cũng có thể lên cho mình búa rìu sát thần, và đây là chắc chắn là cái thứ mà Seth sợ nhất.
một con bài thiên hẳn về chống chịu. Với cái khả năng lao vào của mình thì có lẽ là Seth sẽ rất đề phòng những cái khả năng cò quay từ bố diêu sát thần cũng như Akali và Lee Sin. Rengar cho Eagle, một sự chọn mà chúng ta thường thấy Eagle sẽ mang ra vào những thời điểm mà Sài Gòn Phantom cần phải thắng. Rồi, có Rengar thì không lẽ không có TF đúng không? Và tôi nghĩ là sẽ có con Tweet to Fade trong vài thi đấu này dành cho Suri, chính xác là như vậy. Trong khi đó thì bên phía team Flash cũng có Lee Sin có khả năng phát hiện tàng hình rất tốt. Tuy nhiên vấn đề là trong ván thi đấu này thì con Lee Sin nằm trong tay của ai chưa biết. Có tìm được vào vị trí của con Rengar và phần nhiều khả năng sẽ nằm trong tay của Eagle hay không. Hai sự lựa chọn của team Flash cho đến thời điểm này vẫn là hai sự lựa chọn giống với ván thi đấu đầu tiên. Sự lựa chọn thứ ba thì nó tương đối khác một chút xíu. Con Rayton được xuất hiện trong ván thi đấu đầu tiên nhưng đó là bên phía đội hình của Sài Gòn Phantom. Còn ván này thì nó lại thuộc về cho team Flash. Liệu rằng Flash có muốn dừng tấu hài lại và đánh một đội hình cẩn thận không? Đây là những vị tướng mà chắc chắn là Shai, Jisoo và Coyote đánh cực kỳ ổn rồi. Và nếu như một ngày đẹp trời bỗng dưng Flash họ muốn nghiêm túc thì vẫn còn hai sự chọn đường dưới dành cho Ellie, đó là Zig và đó là Lux, hai con bài mà có thể nói là thuận tay nhất rồi. Chính xác là như vậy. Ở thời điểm hiện tại thì thôi chúng ta nói nghiêm túc một chút xíu đi ha. Chúng ta trở lại phân tích các lựa chọn, nói nghiêm túc một chút xíu đi. Sài Gòn Phantom thì gần như họ đã lộ ra quân bài đường rừng và đường giữa của họ rồi. Chỉ có quân bài set là tương đối flex trong đội hình của họ mà thôi. Tôi nghĩ là phần nhiều sẽ nằm trong tay của Vigos, khi mà họ đang chọn cấm đi rất nhiều những không phải rất nhiều mới chỉ một nhưng mà ít ra là Sài Gòn Phantom họ đang chọn cấm đi những vị tướng hỗ trợ khác là Thresh. Thì với cái lực cấm như thế này thì nó đến từ cái việc là Sài Gòn Phantom họ tự tin là họ đã có vị tướng hỗ trợ mở giao tranh tốt rồi, đó là con set. Vậy tôi đoán là con set này sẽ nằm trong tay của Vigos mà thôi. Vâng, và với việc là tự cấm đi Alistar thì ván này sẽ không có Lux dành cho bên phía của Flash. Liệu Ash có được lôi ra không? Ash đã bị nép khá mạnh ở cái phiên bản này khi mà giảm tới 10% đòn sát thương tay của chiêu 1. Và Lux bị cấm đi từ Sài Gòn Phantom, tôi nghĩ rằng đây là một cấm có vẻ như cũng hơi thừa một chút, khi mà Lux thực sự là không mạnh đến mức mà bạn phải cấm. Và việc mà bạn có Tuyệt Phết cũng như là Seth thì việc mà cái khóa ánh sáng nó chỉ cản ở một trong hai thôi thì nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng mở giao tranh của Sài Gòn Phantom. Có lẽ là họ thấy con Lux nằm trong tay của Coyote trong ván thi đấu đầu tiên đánh khó chịu quá, cho nên là họ muốn cấm nó đi. Mặc dù là Coyote trong tình huống đầu tiên cũng đã có tình huống tấu hài của riêng mình, sau khi xem lại thì chúng tôi mới thấy điều đó. Anh ta có một tình huống sử dụng quả cầu ánh sáng bấm mặc định và nó trúng vào con lính nhưng nó không trúng vào đối phương. Tuy nhiên thì con Lux ở trong ván thi đấu này cấm đi. Và đã có Yasuo trong đội hình của team Flash. Khi đó là bên phía Sài Gòn Phantom. Bên phía Sài Gòn Phantom mới là đội tuyển tạo cho chúng ta được một sự bất ngờ đây. Đây là con bài Draven ở khu vực đường rồng. Con này còn dị hơn Yasuo rồi. Và Draven đi kẹp với Braum cũng khá ổn xong rồi. Giữa trận khi mà Draven đã rút được tiền 1-2 lần thì lượng trang bị của anh ta hoàn toàn đủ để cân được nguồn sát thương. Tuy nhiên thì tôi đang ngửi thấy mùi con Yasuo này nó sẽ nằm trong tay của Ellie chăng, và sự chọn support cuối cùng có thể là Manfire không? Nghe tiếng lòng của anh Quốc Việt thì đó là Master Yi. Một đội hình không xạ thủ và rất nhiều đánh tay đến từ bên phía của Flash, nhưng vấn đề bây giờ là ai hỗ trợ cho ai đây? Yasuo support chẳng có thể Yasuo support vì Yasuo có hất tung và Yasuo có tường gió. Hay là Yasuo Master Yi support được. Tôi đang nghĩ này, Yasuo đi rừng. À không phải. Nếu như được nói sớm hơn á thì tôi sẽ dự đoán là Yasuo đi rừng để cho Master Yi đi top, Master Yi khu vực đường trên. Thì thời điểm hiện tại với cái việc là có búa rìu sắc thần á thì Master Yi hoàn toàn có thể đi đường trên lên búa rìu sắc thần và thậm chí là búa tiến công để solo với đối thủ cũng là được luôn. Master Yi bây giờ khả năng solo là cực kỳ tốt. Nên nhớ là cái tuyệt kỹ alpha của Master Yi bây giờ có thể gây sát thương 4 lần lên một mục tiêu, nếu như chỉ có một mục tiêu đó để Master Yi dùng tuyệt kỹ alpha nha. Thì vâng, đó là cái khả năng solo đến từ con bài này là cực kỳ tốt. Và cái lượt pick cuối cùng của team Flash này và con bài Master Yi nó khiến cho cái ván thi đấu thứ hai này của chúng ta trở nên đáng xem hơn rất là nhiều. Lại hề rồi. Bây giờ thì Akali support. Akali support thì làm được gì đây? Hai lần làm chậm đến từ chiêu 1 chấm hết. Không có cái gì để cho Akali có thể quấy được đối phương cả. Và Ellie sẽ cầm cho mình Master Yi đi rừng. Một sự chọn mà hôm qua thì có một người quen tôi nhắc đến khá là nhiều, với việc đó là Yi được tinh chỉnh cũng như là có thêm trang bị thì con bài này sẽ rất mạnh. Tuy nhiên mạnh ở đâu thì mạnh, tôi thấy rằng là cặp đôi đường dưới của Flash mới là mạnh này. Lee Sin support cho Yasuo này.
Yasuo support cho Lee Sin. À không, Lee Sin support. Lee Sin support cho Yasuo. Lee Sin support cho Yasuo. Nhưng cặp đôi đưa đường rồng của Team Flash ra đây bị tài mới là đại người đang lãi hơn. Tường gió này là một từ sai. Từng gió được dựng ra và nó outplay sát thương đến từ Bones. Rõ ràng đây là một cặp đôi có tính toán đến từ Team Flash. Tuy nhiên, nói ngược lại về phía đội hình Sài Gòn Ban Tôm nha. Với cái đội hình của Raven như thế này, tôi đang ngửi cái mùi là khi mà con Twitch Fade của Suri có level 5 và Eagle cũng có level 5, có được khao khát sang mồi á, thì lúc đó sẽ chắc chắn là một pha băng trụ 4 người của Sài Gòn Ban Tôm xuống từ dưới bản đồ để cho con Raven làm tay của Bones nổ hũ sớm nhất có thể. Vâng, và những tình huống trao đổi chiêu thức đang là khá ổn cho Sài Gòn Phantom khi mà những chất tướng họ là những chất tướng đi đường rất mạnh. Ở đường trên có Set, ở đường giữa có Tuyệt Phết, một con bài giữ khoảng cách rất tốt với Akali phía bên kia. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chúng ta nên hướng sự chú ý của mình vào đường dưới khi mà Sai và Coyote vẫn chưa lên nổi cấp 2. Sau những kèo trao đổi chiêu thức có phần là có lợi và đang đột trần thì bây giờ tôi đối là bất lợi anh cặp đôi Team Flash, thậm chí là Ellie anh ta đang ở đây dùng tuyệt kỹ alpha của mình, con mùa xanh này đang trong vòng tranh chấp đến từ cả hai bên, nhưng Ellie đã mất mạng của mình rồi thì con mùa xanh này thì đương nhiên nó thuộc về cho bên phía Eagle mà thôi. Và đây là pha băng trụ 4 người từ rất sớm đến từ Sài Gòn Phantom. Đó là mà gục dành cho Sai. Lướt một cú nhảy của Eagle đã mang về được điểm mà gục dành cho Sài Gòn. Sai còn quá thấp máu. Anh ta ăn một cái tuyết tê tái đến từ Brom, nhưng anh ta vẫn còn đủ lượng máu của mình để có thể tê lê về nhà hồi phục được. Vâng, lướt trên mặt nước Shai như cơn sóng, và vừa rồi anh ta có pha lướt ngược vào giữa ba người của đối phương, suýt chút nữa phải bỏ mạng. Tuy nhiên thì vẫn là hai mạng hạ gục dành cho Team Fast, và lượng chênh lệch về tiền thì cũng là chấp nhận được ở trong trận đấu trận này. Tuy nhiên thì Ellie đang muốn xâm lăng rừng đối phương và anh ta có Coyote đằng sau. Cắm lại một con mắt phát hiện tầm nhìn trong của như bột xanh, và họ hướng thẳng lên đường trên nơi mà lớp bè vừa mất cho mình, đó là cuồng thú quyền, và không còn cách để anh ta chống chịu nữa. Đó sẽ là mạng hạng thứ 3 dành cho Flash trong ván đấu này. Đây là con Lee Sin đi roam. Đây là con Lee Sin hỗ trợ đi roam, và Coyote đang đánh khá chiến trong trận thi đấu này. Nhưng đây là tình huống tăng hình đến từ Eagle. Jisoo ở thời điểm hiện tại vẫn còn thần cả sấu nên nhớ là như vậy anh ta hoàn toàn có thể lùi về được. Và định mệnh đã được bật lên bởi Sweet Play sẵn sàng cho một tình huống đến với Eagle bất cứ lúc nào. Nhưng Eagle không gặp nguy hiểm gì cả, đồng nghĩa với việc là đơn giản Suri anh ta trở về khu vực đường giữa của anh ta mà thôi. Chúng ta lại được theo dõi cặp đối đầu ở khu vực đường dưới. Ở thời điểm này thì con Raven trong tay của Bones vẫn chưa thể có một pha nổ hũ được. Anh ta sẽ cần một điểm hạ gục để có tình huống nổ hũ với con Raven này của mình. Mà anh ta còn nằm xuống một lần nữa, đồng nghĩa việc là tài khoản của anh ta trừ 50% rồi. Sẽ không có quá nhiều tiền để cho Bonnet có thể được rút vào Coyote. Không chơi Shen, không có River Shen, anh ta làm River Lee Sin, và những tình huống đảo canh là liên tục đến từ Coyote. Tuy nhiên thì với việc là anh ta phải đi cùng Shai để có một cái combo hai chiêu cuối với nhau thì cũng không thể nào mà Coyote chạy được trên được. Và đây là một tình huống ganh tiếp tục đến từ vị trí của Eagle. Đá nổ long cước là đẹp nhưng không còn cách để lao vào. Đây là tốc biến lên đến từ Vigo chặn lại cái lốc của Shai, và như vậy là một mạng hạ gục rút tiền dành cho Bonnet. Tuy nhiên thì cũng không rút được quá nhiều. Lúc là tôi đối ước tiền đến từ cái cây ATM này. Nhưng dù sao thì đó cũng là điểm sáng dành cho Bonnet. Vì hiện tại thì anh ta đang có cho mình 3.600 tiền rồi. Coyote anh ta bắt đầu đu vào, đã sống vào quân lính. Đây là Ellie đến, anh ta có tuyệt kỹ alpha, mục tiêu được chọn đó là Vigo. Xin Vigo kẹt lại cũng ra rất lâu, một cú sóng âm nữa thôi nhưng không được tung ra bởi đó là Coyote. Và như vậy là Vigo ta vẫn sống sót ở đâu đó ở nửa trên của bản đồ, thì lốc bay 3000 đã có được mà hàng gồm vị trí của Jisoo rồi. Vâng, tình huống đánh nhau liên tục và Flash thì cũng đã không thua thiệt quá nhiều, 1.300 tiền thôi, và họ đang đứng trước nguy cơ đó ăn được con rồng lửa. Bằng một cách nào đấy thì Sài Gòn Phantom họ lại bỏ rơi con rồng lửa khi mà Eagle đã có động tái biến về và Ellie giữ được con rồng lửa. Thì tôi nghĩ rằng là với lượng tiền chênh lệch này thì con rồng lửa hoàn toàn thể cân được lại thôi. Và đây là ở đường giữa thì MT vẫn còn cho mình lá chắn sẽ thoát được trong một tình huống ganh mà anh ta núp trong bom khói khá là rẻ. Tình huống thi đấu khá déo đến từ MT. Trước đó là một tình huống bình luận khá hài hước. Thôi chúng ta quay trở lại với trò thi đấu này. Tiếp tục sẽ là một con Akali búa rìu sát thần. Mặc dù cái kèo được chữa của ta không liên quan gì đến cái búa rìu sát thần này cả. Nào làm gì đây, bây giờ sẽ là Shai. Shai sẽ muốn băng trụ nhưng Shai không giữ lốc, và nếu như Shai lốc chúng mà Shai không vào thì Shai hèn. Đã lốc chúng là phải vào, đó là tiên hay cái gì, đó là cái kim chỉ nang số 1 dành cho Yasuo rồi. Ở đường trên thì những pha out trade đến từ Jisoo đang tỏ ra rất có tác dụng, và Ellie
việc nhẹ lương cao lao vào tuyệt kỳ alpha lấy được một mã gấu, tuy nhiên họ không biết đằng sau đang có hai người. Và thôi, tầm này thì thân ai nấy chạy thôi. Kelly với tốc độ di chuyển đến từ chiến binh sân cước chạy rất nhanh. Rất nhanh nhưng chạy đi đâu đây? Không còn góc để chạy nữa, vào rừng thì sẽ có những bụi cây để Eagle nhảy và đó là mạng hạ gục thứ hai. Nên cho Eagle, tam hợp kiếm đã có trên người rồi và Eagle đang rất xanh xao. Rồi, trận đấu mạnh này nấy chạy mãi là anh em đến từ Ellie cùng với lại Jisoo. Tuy nhiên hai người này lại chạy cùng đường với nhau. Đồng nghĩa với việc cả hai đều bị hạ gục. Và đây là thả sứ giả khe nước ở khu vực đường trên đến từ Sài Gòn Ba Tôm. Và có lẽ là sẽ có được trụ dành cho Eagle. Chàng câu trả lời là chưa, cái trụ này vẫn còn 424 máu. Trong khi đó thì Eagle đang bị tấn công bởi Sai. Định mệnh đã được bật lên. Và đó là Suri đến với cú bài vàng của mình. Sai lúc chưa ra. Anh ta thấy cái trường gió được chặn lại bởi Yasuo và anh ta giữ lại cái bài vàng của mình. Quyết định rất hay đến từ Jisoo. Đó ở khu vực đường giữa thì Ellie đã phải nằm lại. Coyote đang bị ném những cú rìu rất đau đến từ Bonnet. Bonnet còn lốc xoáy tử vong hay không? Câu trả lời là không. Nếu như có thì anh ta đã có thêm được một mà cùng nữa rồi. Và đây là Jisoo, tình huống bọc đầu nhưng không có cái đầu nào để bọc cả, tốc biến lên làm choáng vào vị trí của Bonnet và bị làm choáng ngược lại trong trụ. Đánh rất công hiến, rất chiều pha để từ tìm phát liên tục là những tình huống băng bổ vào mặc dù biết là không làm được. Đến từ cả Ellie của Jisoo. Tình huống bọc đầu nhưng không có cái đầu nào để bọc. Trong khi đó thì Lobe 3000 vẫn đang rất miệt mài với công cuộc đẩy đường của mình ở khu vực đường dưới. Anh ta thậm chí là đang có những tình huống đóng băng lính ở đây. Anh ta đang muốn giữ đợt lính này để có những pha bét kèo, nhưng không, Eagle lộ sai luôn rồi. Như vậy thì bây giờ cặp đôi này của Sài Gòn Ba Tôm sẽ tấn công thẳng vào cái trụ này. Trong khi đó khu vực đường trên đang có 3 người của Team Flash, còn lực lượng phòng thủ của Sài Gòn Ba Tôm chỉ là 2 người mà thôi. Pha lốc trúng chúng 2 người. Nhưng sau đó là không có trăng trối bồi vào đến từ vị trí của Sai. Sai thi đấu tương đối là hơi không công hiến, không công hiến. Không công hiến, nó không đúng với cái chất của một vị quốc tướng một xíu nào cả. Để xong mầm chính xa vị trí Bonnet. Nhưng Bonnet có sự hậu thuẫn của Suri cùng với lại cả Vigos nữa. Và màn hạ gục được nhường lại cho Suri. Lốc xoáy tử vong lần này thì có. Và Bonnet có được thêm một màn hạ gục nữa. Thì bên này thì Ellie bị phát hiện bởi Vigos. Trong khi đó cũng vừa được giữa thì sao? Jisoo cũng đang có một tình huống thi đấu lại là rất công hiến. Khi mà anh ta cố gắng lao vào đây để có thể bảo trụ. Thì sau đó thì ta đã phải nằm xuống. Eagle và Lope 3000 có thể phòng thủ được trong pha thi đấu này. Vâng, và vừa rồi thì Shy chết mà không kịp trăng chối. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Những tình huống sốc đam từ Bonnet tầm này là khá đau rồi. Đã có cho mình đó là huyết kiếm và một cây kiếm BF nữa. Đam tay của Raven là quá lớn để cho team Flash có thể sống được vào giờ phút này. Và có lẽ là những trận đấu như này thì Flash cũng không có quan trọng và họ sẽ lao lên công kiến liên tục thôi. Sẽ không còn League of Búa Rìu và bỗng dưng Flash họ quay sang đó là League of Gươm Suy Vong. Ba cái gươm suy vong đến từ bên phía của Flash và những chất tướng tanh của bên phía Sài Gòn Phantom thì cũng không phải là những chất tướng thuần tanh. Họ đang có một cái lối lên đồ có lẽ thực sự là cống hiến đi khi mà Flash họ đánh toàn đam. Không có một ai lên tanh cả, và đây là tình huống mà Jisoo lao lên muốn làm choáng Bonnet nhưng Bonnet ngay lập tức lùi về cái sung huyết của mình. Cái lối lên đồ này, cái ba cái gươm suy vong này là để ba người của team Flash đi bảo trụ. Chắc chắn là như vậy. Đây không phải là lối lên đồ giao tranh, đây là lối lên đồ để bảo trụ. Team Flash đã bảo trụ thậm chí là rất nhanh và đó là Suri đã bị tấn công và tại vì gặp PT và tại vì dùng sát thương và thậm chí là có cả thần cá sấu bật lên đến từ Jisoo. Và thậm chí là Sai cũng đang đến đây để có thể chung vui. bốn người của Flash lên chỉ lấy cái trụ mà còn chưa lấy được. Jisoo vẫn phải quay trở lại và đây là tình huống găm phi tiêu đến từ vị trí của MT lao thẳng vào luôn, không có chiêu cuối từ vị trí MT và cái cuồng thú quyền chống được rất nhiều đạp, tốc biến lên đến từ cả Jisoo và MT nhưng bây giờ thì chạy đâu con sâu. MT đang ở giữa hai trụ của đối phương, bị làm chậm, bị trói núp trong bóng khói và hết đường chạy rồi. Rất khó. Nào, chạy đâu, trừng phạt làm chậm đến từ vị trí của MT và sẽ nhường mạng, không nhường mạng kịp và đây là tình huống bay khá dẻo. Tuy nhiên thì MT vẫn phải nằm xuống, tình huống này rất công hiến rồi. Trong pha thi đấu tôi cứ có cảm giác là MT mới là người quyết định là cái mạng hạ gục của anh ta sẽ thuộc về ai cơ. Anh ta hết bay sang bên này bờ tường và anh ta lại bay sang bên kia bờ tường và quyết định của anh ta là nhường lại cái mạng hạ gục đó cho Eagle. Ở đây là con sứ giả khe nước này sẽ thuộc về cho bên phía của Sài Gòn Ba Tôm mà thôi. Trong khi đó thì Ellie anh ta đang làm gì? Anh đang kiểm soát ở nửa dưới của bản đồ. Nhưng phải kiểm soát là rất tốt đến từ Ellie. Ông mà chưa chắc Flash đã thua cơ, vì trang bị thứ hai trên người Eagle là kiếm năng lượng Sori, một trang bị gần như là đã bị nép hoàn toàn trong cái giai đoạn này rồi. Và Ellie vừa rồi là pha băng trụ chém Suri. Đây là tình huống giao tranh mà Shy đang bị làm chậm bởi Vigot hơi vội thì phải bật luôn cho mình đó thú tượng thạch sát, mặc dù bên Flash họ đã cong đuôi bỏ chạy. Và chúng ta có thể nhớ về cái trận đấu giữa RE và TLG.
khi mà The Queen cũng có cái đề đó 6-0 và ở đường trên thì Duck 0-5 nhưng mà TLG vẫn thắng. Thì biết đâu Flash ván này họ lại làm được một điều kỳ diệu như thế thì sao, thì huấn định mệnh lên đường trên của Suri nhưng cầm cho mình đó là cái bài đỏ. Và MT ngay lập tức có thể lùi về được. Anh ta lùi về bằng chiêu của mình một cách khá đơn giản thôi. Và thậm chí đó là cái bài đỏ vào lính khi mà cái đồng hồ cát của bên phía Team Flash outplay quá tốt, nũng lên găng là đến từ Suri và đây là phải trả đòn đến từ Team Flash. Sai hất tung được một người nhưng sau đó Sai vẫn còn chiêu bây cuối. Giờ thì chúng ta trăng trối chúng vào hai người ở phía sau thì MT cũng đang đến để chung vui. Jisoo có được một bài càng lướt rất mạnh mẽ và màn hạ gục vào vị trí của Suri là một sự tưởng tượng xứng đáng dành cho anh ta. Khi đó thì lốp bê 3000 anh ta không quan tâm như người đồng đội của mình, anh ta là một con sét đẩy đường. Tí lại thấy bố tiến công thì chắc chắn lốp bê đi mình rồi. Và những cái đánh vui vui thôi nhưng mà Flash vẫn không thua quá nhiều tiền, họ vẫn chỉ thua khoảng 3500 tiền thôi và mạng hạ gục thì cũng không thua là mấy. Có lẽ là MT đang là người duy nhất ở trong team Flat đánh thực sự tử tế trong ván này, còn những người còn lại khá là nhả nhớt và sai với tình huống lướt đai lưng rồi lướt chiêu 3 hất tung nhưng mà không chiêu của anh ta đợi cái pha nộ lòng cước đẹp đến từ Coyote và đó là một pha có lẽ là phát phối hợp cũng khá là mượt. Khá mượt vẫn là khá mượt đến từ Coyote và Sai. Holy Sin hỗ trợ này vẫn đang phát huy được tác dụng của mình ở trong thi đấu này, tôi đánh giá là như vậy. KDA của Quang Hạ đây tiếp tục là tình huống giao tranh mà người bị chọn tấn công đó là Coyote. Anh ta bị rất nhiều chiêu thức vô vào, anh ta lên bài điểm số bên phía này thì Ellie vẫn đang chém được tuyệt kỹ Alpha giúp cho anh ta có được bài hạ gục. Tiếp tục dùng tuyệt kỹ Alpha lần này, Ellie anh ta định bị dùng sát thường nhưng dùng một nhịp cái gọi là thiền. À thiền à, ok thiền. Tiếp tục tuyệt kỹ Alpha vào người của lốc bê 3000 chém đến chết. Đó là sát thường đến từ cái bùa đỏ. Không sao, vẫn còn rất nhiều kiếm, vẫn còn kiếm của Sai, vẫn còn kiếm của MT nhưng mà thôi lốc bê chạy được rồi. Và tình huống đó là tình huống mà Sài Gòn Phantom thiếu người. Thì Sài Gòn Phantom thiếu đi người chơi rất quan trọng, đó là lớp B khi mà anh ta đang đẩy lẻ đường dưới. Và đánh qua đánh lại thì bỗng dưng Flash hòa tiền. Rất khó hiểu đến từ cả hai đội luôn. Và trong cái thế hòa tiền như thế này á, thì cái bùa lợi rồng sẽ là yếu tố quyết định chiến thắng thuộc về bên nào. Thời điểm này thì Flash đang có bùa lợi rồng lửa, thì có thể hiểu là sát thương của họ thời điểm này đang là nhìn hơn đối phương một chút xíu đi, đến từ lửa sát thương cộng thêm của cái bùa lợi rồng lửa vừa rồi thì đó là một tình huống dọn lính nhanh đến từ Jisoo mà anh ta có thể biến về và lên trang bị và có thể tiến là để giúp cho Ellie có thể kiểm soát được hàng con rồng này. Sài Gòn Phantom vẫn chưa vội ăn rồng, họ vẫn đang đứng trình rập ở đây. Ủa trang bị, nói một chút trang bị thì MT có cho mình ba thứ chả liên quan gì đến nhau: búa siêu sát thần, quỷ thư Morello và khiên băng Raduin. Và ngay tức thì Ellie bốc hơi khỏi bản đồ không kịp ú ớ gì luôn. Và tình huống 4-5 này liệu Sài Gòn Phantom có thắng được không đây, khi mà MT vẫn đang khá trâu. Bên kia thì Jisoo cũng câu kéo rất nhiều thời gian và Bonnet đang không bắn. Bonnet đứng quá xa khỏi giao tranh và MT găm phi tiêu vào ai đó vị trí của lớp B, có lẽ là nên bỏ trong tình huống này. Jisoo và MT sẽ giữ mạng của mình thay vì cố gắng cống hiến và ăn con rồng đất. Rồi, rồng đất thì chắc chắn sẽ thuộc về cho Sài Gòn Phantom rồi, khi mà Ellie vừa có một tình huống bị đội hình của Sài Gòn Phantom làm ảo thuật, ngay lập tức bay màu khỏi bản đồ luôn, không kịp trằn trỗi bất kỳ điều gì cả để Suri có pha bài vàng của mình trúng vào đầu của Jisoo. Sứ giả khai nước bây giờ tiếp cận được cái trụ sẽ thuộc về cho phía Sài Gòn Phantom. Jisoo và MT đang nỗ lực để có thể giải quyết con sứ giả khai nước này, không cho nó hút thêm một nhịp nữa. Ở thời điểm hiện tại thì xét về mặt lượng trụ đi, cái mặt lượng trụ thì Sài Gòn Phantom đang là tưởng kiếm được lợi thế hơn. Chúng ta cùng xem lại pha giao tranh này. Pha giao tranh Melly bốc hơi là cực kỳ nhanh và sau đó thì đội hình của Sài Gòn Phantom đội hình giữ được cái cự ly đội hình của mình tốt hơn ở trong pha thi đấu này. Và chúng ta có thể thấy một pha Kali nó vô hại đến mức nào trong tay của MT. Cái việc mà anh ta làm được chỉ là anh ta chạy vòng quanh giao tranh mà thôi, không có bất kỳ cống hiến nào đến từ MT trong pha giao tranh đó dành cho Team Flash cả. Và tiếp tục sẽ là đi sạt Ellie đến từ vị trí Eagle. Lốc xoáy tử vong cũng tung ra luôn và họ biết Ellie ở đâu rồi, tuy nhiên thì không còn chiêu cuối từ Eagle nữa. Và bên phía Sài Gòn Phantom bỗng dưng họ đánh chậm lại, bỗng dưng họ muốn đánh an toàn hơn. Bonnet đã có cho mình đó là vô cực kiếm, huyết kiếm, cả kiếm năng lượng nữa. Ở đường trên thì lớp bé cũng bổ sung cho mình thêm một cái giáp liệt sĩ và trang bị của Flash thì cũng không phải là ít. Tuy nhiên thì liệu Ellie có chém được không này? Tôi nghĩ rằng sẽ không có tình huống thứ hai mà Ellie bị sốc sát thương nữa, khi mà anh ta đã có cho mình Vũ Điệu Tử Thần, một trang bị vừa được tinh chỉnh trong phiên bản mới.
bỗng nhiên trận đấu của chúng ta nó trở nên căng thẳng quá nhỉ. Nó trở nên cực kỳ căng thẳng ạ. À. Tại Sài Gòn Pha Tôm đánh chậm đây mà. Và Sài Gòn Pha Tôm có vẻ như là họ vẫn đang rất cần để chiến thắng ở trong bản thi đấu này. Họ đang thi đấu vô cùng cẩn trọng dưới đây, đứng trên mắt của đối phương. Nó pha lao vào đây từ Coyote. Coyote nó bị dồn sát thương. MT cũng đã bắt đầu băng vào. Ở bên phía bên này thì Ellie đang bắt đầu chém tìm Bonnet. Nhưng Bonnet sau khi một nhịp tạt về thì phải lên lại điểm số. Thắng luôn mà. Tiếp tục chém được, nó tăng chém vào người của Lobe ban ngày. Tiki Alpha giúp cho ta chức lên đường. Và đây là một pha giao tranh mà Tiki Flash thắng lợi. MT đang truy đuổi ở vị trí của Vigos. Và có lẽ là anh ta sẽ làm nhiệm vụ ngăn cản Vigos không cho anh chàng này có thể về nhà để cho MT. Và Flash thắng luôn. Có thể phá tan ngay luôn của đối phương. Đây là pha vòng quanh Sokola đến từ Vigos và MT. MT không tung ra bất kỳ chiêu thức là cái kia. Khi ta chung ra thì nó đã là trượt. Đến lúc bật biểu cảm rồi. Đến lúc bật biểu cảm rồi các bạn ơi. MT và Jisoo chắc chắn là họ end được nhưng mà họ không end. Đây là tình huống chắc chắn là nếu mà cố gắng thì Ellie và Jisoo có thể end được thôi, vì Ellie sẽ hồi lại cho mình chiêu cuối kịp. Nhưng thì vẫn là nhả nhớt đến từ bên phía của Flash. Và pha giao tranh vừa rồi thì tự Sài Gòn Phantom làm họ thua, vì Bonnet bỗng dưng bật cái đồng hồ cát. Anh ta tưởng rằng là pha nộ long cước của Coyote trúng vào mình, và cái đồng hồ cát đấy nó khiến cho Bonnet không thể chạy được. Ellie còn bật sẵn chiêu cuối, bật sẵn chiêu 3 đứng ngay cạnh anh ta rồi, thì nguồn sát thương chính của Sao Phantom không được chơi. Họ cũng không còn quá nhiều cách để làm gì. Và đây là một tình huống mà Coyote, xin lỗi các bạn, đó là Jisoo bị bắt lại cắt sắt hai lần nhưng không thoát được. Và Ellie muốn cân 4. Vâng, Ellie muốn làm gì trong tình huống này đây? Ellie trong 4, ngay là tôi mất giáp hồi sinh. Nhưng đó là nổ lòng cực tuyệt vời đến từ vị trí của Coyote. Và MT đang bắt đầu. Nhưng sát thương của Team Flash là không có. Và đây là pha giao tranh thất bại của Team Flash, chắc chắn là như vậy rồi. Và thế trận bỗng chốc được đảo chiều. Và đây sẽ là thế tấn công dành cho Sài Gòn Phantom. Sài Gòn Phantom đã mất đi đường siêu cấp của đường giữa, nhưng họ vẫn đang có một con xe lính ở đây. Và ngay sau đó là một đợt lính khác nữa. Cơ hội chiến thắng đang mở ra dành cho những bóng ma sai thành. 19 giây nữa thì Jisoo mới được hồi sinh. Và đây có lẽ sẽ là chiến thắng là dành cho Sài Gòn Phantom ở trong ván thi đấu này. Và chúng ta sẽ kéo dài trận thi đấu vui vẻ này thêm một ván thi đấu nữa. Vâng, tí thì Flash thắng luôn. Và Sài Gòn Phantom nếu thua hai trận phong phan này thì cũng nói khó nghe thì cũng hơi cay. Đối phương phong phan mà mình lại thua thì cũng tức. Không sao cả, Sài Gòn Phantom có pha giao tranh cuối cho đánh giá là rất tốt. Và tốt là vì họ đã bắt lẻ được vào vị trí của Jisoo. Còn hề hước thì đó là pha cân nằm từ Ellie. Chính xác là như vậy. Thế đó là cái lúc mà Ellie cùng với Jisoo đẩy nhà á. Tôi nghĩ là sau khi mà MT có tình huống găm vi tiêu không thành công vị trí Vigos á, lúc đó thì ba người này đã có những tình huống chat tổ đội với nhau rất là nhiều. Tôi nghĩ là như vậy. Và sau đó là lý do mà vì sao mà Ellie cùng với Jisoo họ quyết định lùi về ngay lúc đó, không quyết định là đẩy tiếp. Bởi vì Vigos lúc đó đã về được nhà rồi, và các thành viên của Sài Gòn Phantom thì cũng đã chuẩn bị xuất hiện ở trên bản đồ rồi. Và sau khi mà trận thi đấu này kết thúc á, sau khi mà ván thi đấu này kết thúc thì chúng ta có thể thấy là khuôn mặt của các thành viên Sài Gòn Phantom họ nói thế nào nhỉ? Rất là nghiêm trọng. Rõ ràng là Sài Gòn Phantom vẫn đang rất nghiêm túc ở trong trận thi đấu này. Và sự nghiêm túc của họ được tự thưởng xứng đáng. Họ có được bàn thắng ở trong trận thi đấu này, qua đó quật bình tỷ số là 1-1. Đây là biểu đồ vàng ở trong trận thi đấu này của chúng ta. Biểu đồ vàng tương đối là kỳ lạ. Đã từng có thời điểm mà Sài Gòn Phantom họ vượt lên rất nhiều mặt lượng tiền so với Team Flash. Sau đó lượng tiền lại trở về mò. Sau đó nó lại nhảy lên một lần nữa. Và sau đó nó lại trở về không. Và ở cuối ván thi đấu này thì lượng tiền là giãn cách khoảng gần 4.500 tiền dành cho Sài Gòn Phantom. Vâng, một chiến thắng, tôi không biết dùng từ thuyết phục nó có hợp lý không, nhưng thực sự là Sài Gòn Phantom đang không phải là quá mạnh. Mặc dù team Flash họ đánh một đội hình nhả nhớt như vậy, tuy nhiên thì những tình huống giao tranh Sài Gòn Phantom vẫn có thể thua. À, đặc biệt là cái tình huống giao tranh trước khi mà Ellie và Jisoo có tình huống đẩy vào trụ bậc thềm, thì đó là một tình huống mà Sài Gòn Phantom họ bỏ hoàn toàn đi xạ thủ chuột của mình. Không biết rằng Flash sẽ đánh cái gì nữa đây. Và trong giờ nghỉ thì tôi với anh Việt có một vài thuyết âm mưu về việc đó là Flash sẽ đánh kiểu hai rừng hoặc là đánh kiểu năm trừng phạt đi lên. Thì chấp hơi sâu thì nó vẫn là khả thi. Vì nếu họ sống sót được qua phút thứ 6 khi mà trừng phạt không bị trừ tiền lên lính nữa thì phải biết đâu đấy Flash lại có trận thắng huy hoàng thì sao. Thế là sống đến tuổi này tôi chưa bao giờ tôi thấy cái đội hình nào mà năm trừng phạt có thể thắng đối phương anh Leo ạ. Rồi, chúng ta đến với cấm và chọn ở trong ván thi đấu thứ hai. Phía của Team Flash cấm đi Olaf, trong khi đó thì Sài Gòn Phantom cấm đi Camille. Vẫn là những lượt cấm hết sức nghiêm túc đến từ cả hai bên, giống như là hai ván thi đấu trước đó vậy.
không có quá nhiều sự bất ngờ đến từ những lượt cấm đến từ cả hai đội tuyển của chúng ta. Vâng, và có lẽ là Fiora cũng như là, ôi tôi lại quên mất bên phía Sài Gòn Phantom cấm gì, có lẽ cấm Fiora và Seth đến từ Sài Gòn Phantom thôi. Và cấm gì thì cấm, tôi nghĩ rằng Flash ván hay kiểu gì cũng có bài mới để chơi. À, chúng ta đã có Yasuo, chúng ta đã có Yi, thì bây giờ có lẽ chúng ta chỉ thiếu Teemo nữa thôi. Ta chỉ đúng là như vậy. Chúng ta đã có Master Yi nè, chúng ta đã có hai vị quốc tướng Lee Sin cùng với Yasuo kết hợp với nhau khu vực rừng rồng. Mặc dù là cái màn kết hợp này nó hơi bể một tí. Tuy nhiên thì dù sao chúng ta cũng đã có những dấu ấn đến từ những vị tướng này. Và chỉ còn một vị tướng duy nhất được xếp vào hàng tứ quốc tướng Việt Nam, đó là con Teemo, thì vẫn chưa được xuất hiện ở trong trận thi đấu này là thôi. Và có thể Team Flash sẽ sử dụng đến nó ở trong bài thi đấu cuối cùng này hay chăng, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Ba lượt cấm của cả hai bên thì đều đã được hoàn tất rồi. Team Flash pick ngay con set rồi lựa chọn đầu tiên, không vui tí nào. Có lẽ họ để dành thế là save the best for the last, họ để dành cái hay nhất cho cuối cùng. Teemo sẽ được MT lấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là Teemo thì cũng không phải là lựa chọn for fun. Teemo là một con cực kỳ try hard ở giai đoạn đi đường, nhưng mà Teemo gần như là có thể đè được tất cả các loại tướng. Và Rekton tiếp tục đến từ Sài Gòn Phantom, và Sài Gòn Phantom thì không hề có dấu hiệu muốn chơi đùa trong những ván đấu của chúng ta, vẫn là những đội hình khá thuận tay. Và ván đấu thứ hai thì họ có cặp đôi mà chúng ta lâu lắm rồi mới thấy, đó là Twitter Fate của Rengar, vận hành khá hiệu quả, và họ thường xuyên bắt lẻ được vào Rekton cũng như G của bên phía Flash. Đây rồi, chúng ta có được quần bài đi rừng rất mạnh ở trong phiên bản cập nhật mới này của chúng ta, đó là Xin Giao. Thật ra tôi không hiểu tại sao ở trong những trận thi đấu trước đó, những trận thi đấu mà mang tính chất quan trọng hơn rất nhiều trận thi đấu này, thì Xin Giao lại chưa một lần nào được xuất hiện cả. Xin Giao ở phiên bản cập nhật 3.1 mới, khi mà tôi tham khảo ý kiến rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cũng như là các streamer khác, thì họ đều cho rằng hai quân bài đi rừng mạnh nhất ở thời điểm này đó là con Olaf cùng với con Xin Giao. Và Olaf thì bị cấm đi rồi, và trong ván thi đấu này thì Eagle sẽ có được quân bài Xin Giao, quân bài mọi người đều đang đánh giá quân bài đi đường mạnh thứ hai thời điểm này. Flash tự dưng nghiêm túc thế nhở, đùa không vui, Flash lại căng rồi. Tiếp tục Fate và Kha'Zix được lấy lại cho Flash thì có vẻ như là ván này họ muốn đánh nhanh để đi ăn cơm chăng, mà trong Shy cũng có vẻ đang hơi bơ phờ, có vẻ hơi đói rồi. Kha'Zix và Sweet Fae, đây là một cặp đôi có thể kết hợp với nhau tốt. Kha'Zix quân bài có khả năng tàng hình được và tiếp cận mục tiêu cũng là khá nhanh. Chứ tại sao không phải là Rengar nhỉ? Tại vì Kha'Zix á, thì chúng ta thường thấy ở trong những cái đội hình mà có tiến ngưỡng cấu rỉa tốt. Ví dụ như là khi mà một đội hình của bạn có Varus, có Zeke rồi, thì lúc đó bạn pick con Kha'Zix nó sẽ rất là hợp lý. Kha'Zix có thể vào sâu và vét đi những mà hạ gục đã bị làm, những đối thủ đã bị làm mềm trước đó bởi hai chiếc tướng Varus cùng với Zeke rồi. Tuy nhiên thì nhìn vào đội hình của Flash, chúng ta chưa thấy bất kỳ vị tướng nào có khả năng cấu rỉa gọi là tốt cả. Sweet Fae cũng là quân bài đánh theo thiên hướng là thả diều và dồn sát thương ở trong một nhịp hơn là cấu rỉa từ xa với chiêu thức của mình. Còn mà chúng ta còn chưa biết được là tướng nào nằm trong tay của người chơi nào nữa. Nếu như mà Jisoo trở lại đi rừng rồi Ellie về xạ thủ, mọi thứ nó về bình thường, thì tôi nghĩ rằng Flash ván này có tỷ lệ thắng cũng khá là cao, vì những chất tướng của họ là những chất tướng rất mạnh và dễ snowball, đặc biệt là vị trí Twitter Fate, một con bài mà có thể tác động được đến hai đường cánh cũng như là tự farm và hack tiền cho bản thân ở giai đoạn đi được. Brom và Lulu được cấm đi đến từ bên phía của Flash, trong đó Sài Gòn Phantom họ cấm đi Caitlyn và Thresh. Caitlyn là một sự chọn cấm mà tôi đánh giá là khá là dị, và đây không phải là một vị tướng quá mạnh trong meta. Tất cả các loại meta thì tôi thấy Caitlyn luôn là một vị trí tròn vai, không phải là một vị xạ thủ có khả năng gánh team, và lại càng không ghê gớm đến mức mà các đội tuyển chuyên nghiệp phải cấm đi. Cấm đi Caitlyn có thể là động thái của Sài Gòn Phantom để chuẩn bị cho lượt pick thứ tư này của họ đây. Đó là con Chihin. Caitlyn là vị tướng, một trong những số những vị tướng hiếm hoi có thể đỏ về sải tay dài so với Chihin được. Tuy nhiên Team Flash vẫn còn đó là con Varus. Varus ở trong bài thi đấu này không bị lâm lệnh cấm, và con Varus hoàn toàn có thể đỏ được về sát thương cấu rỉa cũng như cái độ khó chịu của con Varus ở trong giai đoạn đầu bài thi đấu. Tôi đánh giá là cũng không hề kém cạnh chút nào so với con Chihin bên phía bên kia cả. Chúng ta cùng chờ xem những lượt chọn tiếp theo của Team Flash là gì. Ván này nghiêm túc thế nhờ, đem ra luôn cả quân bài thương hiệu của mình cơ mà.
Ash bị nép rồi, tuy nhiên thì đó là nép đòn đánh tay. Còn tất nhiên là đại băng tiễn là cái công cụ có lẽ chỉ thẳng mặt để phá đi sân khấu tử thần, thì tôi nghĩ rằng là ván này flat nghiêm túc và những sự lựa chọn của họ thì nó cũng khoa học thôi. Và đội hình của bên phía Sài Gòn Phantom thì họ đang thiếu đi hỗ trợ, và Alistar sẽ là một quân bài để có thể cản lướt cũng như là chỉ thẳng vào match art trong những pha giao tranh, với cái khả năng đó là giảm sát thương, và nếu anh ta lên cho mình đó là giày thủy ngân hoặc giày bạc nữa thì hoàn toàn có thể đuổi được vào xạ thủ ở phía bên kia. Chính xác là như vậy. Tuy nhiên thì ít nhiều gì bên phía Sài Gòn Phantom ở trong ván thi đấu này cũng có một chất tướng có thể counter được con Ash ở trong những tình huống giao tranh trực diện, đó là con Xin Giao với bán quy tường của mình hoàn toàn có thể chống đi lượng sát thương bắn xa đến từ con Ash này, và thậm chí là lượng sát thương đến từ con Sweet Fae nữa. Rồi Team Flash Run bắt đầu có những kèo đổi tướng lại cho nhau. Coyote khu vực được giữa cầm vị tướng Ash. Đây là một sự lựa chọn thông thường nha. Đây là một sự lựa chọn mà chúng ta đã từng thấy rồi ở trong những trận thi đấu đầu tiên của WCS Việt Nam 2022. Team ông Flash... không, từ từ. Anh phải từ từ. Chúng ta đừng để bị Team Flash lừa. Họ vẫn sẽ đi giống hệt như vào đầu thứ hai thôi. Tức là tướng thì Coyote sẽ đi xạ thủ này. Tức là họ cầm tướng nào họ sẽ đi đúng lên đấy. Coyote xạ thủ Ash này. Xong rồi Ellie set support này. Shy TF mid. Rồi MT đi rừng. Và anh chàng cuối cùng đó là Jisoo thì sẽ đi nốt cái vị trí còn lại thôi. Họ lừa đấy. Tất cả chỉ là cú lừa của Flash thôi. Tất cả chỉ là cú lừa à? Ở đây là sai đó. Và Coyote đi xạ thủ ở khu vực đường rồng và hỗ trợ cho anh ta trong bài thi đấu thì sẽ là Ellie. Suýt nữa thì chúng ta đã bị Flash sắt mũi rồi. Rồi mọi người đi rừng của Team Flash cầm nghĩa việc đó thì đó chính là LT. MT anh ta sẽ cầm khá giết đi rừng. Nhưng bài thi đấu này một lần nữa Team Flash họ đổi vị trí của các thành viên với nhau trong vài thi đấu này. Tuy nhiên nên nhớ là các quân bài mà Team Flash họ pick được ở trong ván này á là những quân bài rất mạnh. Vừa rồi thì Jisoo ta có một pha phi tiêu nằm cánh không trúng vào người Lobe ngay sau đó quay lại một tình huống tê lê để trêu người của Jisoo. Kèo đấu vừa đứng trên chưa gì tôi đã thấy từ đó là nóng mắt rồi, tức hai người chơi đi đường trên này với nhau rồi. Bằng thêm một chút bật thông thạo với cả bật biểu cảm lên thì nó lại hết nước chấm. Và với việc là Jisoo mang cho mình bước chân thần tốc thì anh ta cũng sẽ không thua đường quá nhiều. Ở đường giữa thì Shy đánh rất thổ báo, có lẽ là chất tướng chứ là phép nó hợp với anh ta hơn là con Yasuo. Thường xuyên là dâng cao và bật cho mình đó cháo bài để hack tiền, thì ngay sau khoảng 1 phút 30 giây đi đường thôi, Shy đã hack được khoảng 200 tiền so với đường giữa bên kia rồi. Rồi solo gặp phi tiêu chính xác, nhưng Jisoo nếu pha này bay vào ngay lập tức là bốc hơi chắc chắn như vậy. Một vũ điệu ca sấu và một cú đánh thường thì tôi nghĩ là Lobe ba ngày sẽ đủ sát thương để dứt điểm đi anh ta, và Jisoo rất có thể sẽ phải gặp nguy hiểm trong tình huống thi đấu này khi mà Eagle đang có tình huống tiếp cận. Nhưng mục tiêu của Eagle trước hết là con phù này đã. Jisoo gặp phi tiêu chính xác, lần này thì anh ta bay vào khung 3 năm dài 1 giờ. Trước đó thì anh ta không bay vào, cái tình huống này thì anh ta lại bay vào. Và khi mà anh ta bay vào với cái lượng máu quá thấp như vậy thì chắc chắn là sự chờ đợi, cái việc mà cái chết chờ đợi anh ta là điều không thể tránh khỏi. Và đây là Vigot húc vị trí của MT ra bảo vệ con bùa xanh, tình huống xử lý khá tinh tế. Và ở đường trên thì tôi cảm thấy hơi đen cho lớp B, nhưng mà hôm nay là ngày chúng ta reset rank, cái biểu cảm nhảy ra của anh ta đúng ra nó phải là cái thách đấu thì nó nhảy ra cái kim cương, trông nó hơi bị chán một tí. Không sao cả, vẫn là mà hàng cùng chiến công đầu, và chắc chắn là đường trên thì lớp bè sẽ là người có lợi thế và đẩy lính cũng như di chuyển ra hàng sứ giả khe nứt rồi. Hoàn toàn đồng ý luôn. Một vụ đường rộng thì sao, cô Jotem đang làm tốt kèo cấu rỉ. Ui Ellie làm gì vậy? Tung hay đó từ Vigos. Và đó là màn hai cục dành cho cặp đôi đường rồng bên phía Sài Gòn và Tom. Ellie quay trở ngược lại trả một cái cùng thú quyền, nhiều mối đe dọa. Đây là sai đến với cú bài vàng mình trúng vào đầu bọn Ness, hút vào trụ biến đi, và cái bò hút này nó hút ngược được sai về trụ, và sai đã bay lên đại đêm rồi. Sân khấu tử thần được dựng ra, tuy nhiên thì Ellie vẫn có thể an toàn trong trận thi đấu này. Tưởng không hề mà vẫn hề không tưởng đến từ bên phía Phát, một tình huống mà Ellie, một tình huống sai lao vào quá sâu đi. Trước đó là cái song thú quyền của Ellie, song thú quyền tay trái tay phải, mỗi bên một con thú, song thú, nhưng mà hai con thú này nó đấm thẳng vào mồm Coyote. Tình huống không bắt được ai cả, và ngay tức thì Coyote lên bảng điểm số. Sau đó thì Sai tiếp tục xuống cống hiến một cái mạng hạ gục, và thế trận thì nó trôi hẳn về Sài Gòn Phantom trong 4 phút đầu tiên rồi. Có lẽ là việc chọn mục tiêu bây giờ nó không nằm ở vị trí của MT nữa, mà sẽ là nằm ở vị trí của Eagle.
Rồi, đại bằng tỷ được gửi ra trúng vào đầu của Vigos. Nhưng Vigos chúng ta thoát khỏi cái hiệu ứng choáng rất nhanh với chiều cuối bất khuất của mình. Và một lần nữa thì Maha cũng lại thu về cho Vigos Sài Gòn và tồn nằm trong tay của Eagle. Đây là pha cầm phi tiêu chính xác đến từ vị trí của Jisoo. Jisoo băng vào, chưa đủ sát thương dứt điểm được Eagle. Eagle ta bị phiêu đốt nhưng ta vẫn có thể lùi về được. Ở phía bên này thì Eagle ta lại có thể được Maha cùng nữa. Phỉ diệt đối trường sử dụng đến từ Ellie, bế ngược Suri về. Suri hết mana, ta đang phải lui ăn đi cho mình những quả hồi phục, quay trở ngược lại trả một cú quả cầu ma thuật. Trong tình huống vừa rồi thì Vigos đã đánh tốt, ta bảo bọc được cho Suri có thể lùi về được trong tình huống thi đấu đó. Ông ván này có vẻ đùa quá trớn đến từ Flash rồi. Hai ván trước thì đùa còn thế trận nó còn căng căng, như ván này Flash quăng hẳn luôn cả ván đấu. Và MT đang rất nỗ lực để kiểm soát những mục tiêu lớn trên bản đồ. MT cùng với Ellie là hai người duy nhất chưa phải nằm xuống, nhưng tôi nghĩ là sau cái tình huống này cũng khó. Và lớp B muốn cân ba luôn không, lớp B bật cho mình thần cả sấu để chạy về. Sứ giả được giữ lại cho bên phía của Flash, trong khi đó Sài Gòn Phantom ngay tức họ kích hoạt cho mình con rồng gió. Eagle chất tướng xin sao có dịu đen, tôi nghĩ là ăn rồng cũng khá nhanh thôi. Nhưng mà cái này mới vui này, anh hãy nhìn vào lượng đồ của Jisoo đi. Cái đồ này là đồ dành cho tam hợp kiếm đúng không? Hay là dành cho song kiếm tay ương nhỉ? Song kiếm tay ương, song kiếm tay ương. À, vậy là nó không vui lắm. Lại cái bình thường kiếm thì tôi thấy cái thủy kiếm mà là một cái món đồ khác, không phải là cái hồng ngọc, thì tôi đã linh cảm, tôi đã hy vọng là một cái tam hợp kiếm. Không biết đâu đó thủy kiếm này vẫn để lên búa rìu sát thần, còn cái linh hồn lạc lõng kia thì anh ta đổi hướng lên cho mình, đó là ngọc vô cực. Và đây là tình huống trao đổi chiêu mà Ellie chỉ là hỗ trợ. Ellie đã quên mất rằng mình là set hỗ trợ và anh ta trao đổi tay đôi về top của đối phương luôn ở đường giữa, thì đó phá combo lỗi từ vị trí Vigot nhưng vẫn câu đi được. Đó là cái đai, đó là cái tốc biến từ vị trí Coyote. Coyote cũng rất khó thở trong ván đấu này. Chính xác hơn, Coyote đã sử dụng tốc biến rất hay, né được cú nghiền nát đó đến từ vị trí của Vigos. Anh ta hoàn toàn an toàn, anh ta vẫn có thể đứng ở khu vực đường giữa này và có những kèo dọn lính. Ở thời điểm hiện tại thì mặc dù team Flash họ quăng rất là nhiều nha, tuy nhiên thì nhìn vào lượng trụ của họ đi, ở thời điểm hiện tại mới chỉ mới có một trụ mà thôi. Cái thế phòng thủ nó vẫn đang là tối ưu dành cho bên phía team Flash. Vì đó thì Sài Gòn Phantom với rất nhiều lợi thế đầu trận có được từ phía thời điểm hiện tại, cái tốc độ đẩy trụ của họ tương đối chậm. Lớp bay 3000 cùng với Eagle và thậm chí là Suri nữa vẫn chưa gây được đủ áp lực cho khu vực đường của team Flash để có thêm cái lượng công trình. Và đây là đánh rất chắc cú đến Sài Gòn Phantom rồi. Mặc dù họ biết đối phương đang đánh vui vẻ thôi, nhưng mà Sài Gòn Phantom họ vẫn đánh vô cùng kỷ luật. Và đây là một tình huống mà lớp B mất cho mình cắt sắt, và Ellie tiếp tục xong cú quyền trượt một lần nữa. Cũng khá khó cho Ellie trong tình huống vừa rồi khi mà khoảng cách nó đã được nới ra quá xa. Sau cả cắt sắt thì có lẽ là cái tầm tay của Ellie phải nhân đôi mới đúng. Rồi, khu vực đường trên, Sài Gòn Phantom có trụ, khu vực đường dưới Team Flash có trụ ngược lại, nhưng đây là Coyote đang bị tấn công. Phòng lội thường chính xác đến từ vị trí của Eagle. Và đây tình huống hất tung đến từ Vigos nữa. Coyote khó sống trong không chạm đất thi đấu này. Và Coyote bốc hơi, định mệnh được bật lên bởi Sai. Sai anh ta đang muốn tấn công vị trí lớp 3000. Lớp 3000 còn thần cá sấu, anh ta có vũ điệu cá sấu, anh ta hồi máu và thậm chí anh ta quay trở ngược lại tấn công vị trí của Sai. Sai có bài vàng nhưng không có Sai trong tình huống thi đấu này. Trong khi đó thì Jisoo đang bị quay khu vực đường giữa, anh ta rất khéo léo né trong cái bóng khói của mình và thoát khỏi cái sân khấu tử thần, dính một cú hôn gió. Sau đó thì Jisoo dùng cho mình cái tốc biến để có thể thoát đi được, vẫn cứ là sống đến từ Jisoo trong tình huống thi đấu này. Khoảng 10-0 dành cho Sài Gòn Phantom, một trận đấu mà Sài Gòn Phantom đánh rất chắc cú. Nhưng đó, Team Flash tiếp tục có những động thái thoải mái thôi, vì họ chắc cốp là đội top 1 rồi, và 10-0 như này thì chắc chắn là rất dễ để Sài Gòn Phantom có thể snowball được ván đấu. Nếu tầm này mà không snowball được ván đấu thì tôi nghĩ là Sài Gòn Phantom thực sự không có cách nào để thắng được trong vòng playoff nữa. Rồi đây là tình huống mà Eagle bắt vào vị trí của Ellie. Cái đài băng tiễn lái kiểu gì vậy? Cô tê bẻ lái hơi khắt và nó tình huống lướt qua đời nhau đến từ cái đại băng tiễn và con cá sấu. Tình huống bắn đại băng tiễn thấy sắp trúng rồi. Đó là con bò. Tình huống bắn đại băng trúng thấy sắp trúng rồi thì lái sang cái cho nó không trúng vậy đâu. Và đây là lốp bê 3000. Ta bị hạ gục. Sát thương đến từ Team Flash là rất lớn trong tình huống thi đấu này. Ở khu vực đường dưới MT anh ta không thể cân ba được. Trong khu vực đường trên thì Sai anh ta đang làm gì đây? Anh ta đang nỗ lực bào trụ. Eagle rất thoải mái tấn công vị trí của Sai. Sai không có bất kỳ mối đe dọa nào vào vị trí Eagle cả. Và ván trước đánh Yasuo thì không cùng hiến, ván này đánh tia phết thì Sai công hiến kinh khủng. Và vừa rồi thì Flash cũng có động thái nổ hũ, đó là mạng đầu tiên dành cho Jisoo, nhưng tuy nhiên thì có vẻ hơi muộn màng rồi. Thế trận nó nằm hoàn toàn trong tay Sài Gòn Phantom.
chênh lệch đã là quá nhiều rồi, và Saigon Phantom thì họ vẫn đang đánh vô cùng kỷ luật và chắc chắn, không có một động thái nào gọi là muốn lao thẳng vào giao tranh giữa Saigon Phantom cả. Họ đang kiểm soát tất cả những mục tiêu lớn trên bản đồ. Rồi, và điểm hiện tại thì người xanh nhất ở trong đội hình của Team Flash đó chính là Sai, với KD là 0-3. Lượng tiền mà Sai đang sở hữu đó là 6.500 tiền. Rất bất ngờ nha. Lượng tiền này, lượng tiền không hề tồi chút xíu nào cả nếu như so sánh với lượng tiền mà các thành viên của Saigon Phantom đang sở hữu. Tôi không biết Sai ta tiền đâu lên nhiều tiền như vậy nữa. Tuy nhiên là con rồng lửa này sẽ thuộc về cho bên phía của Saigon Phantom thôi, khi mà ba người Team Flash đang ép trụ ở khu vực đường trên. Eli 4k tiền, đánh bất chấp tất cả chỉ để lao vào đấy, thì Eli đóng thẳng cho mình đó, đai lưng hashtag luôn. Và Saigon Phantom đang đánh tiếp tục là một thế trận mà họ không muốn lao vào đối phương ở đường trên. Lớp B còn để cho đối phương đẩy lính đến trụ hai anh ta mới ra farm, không dám lên cao quá cái bụi cây của mình. Và là tình huống mà Team Flash họ đang rình rập, nhưng đây là một con Redstone và đã có thả ma check bụi đến từ đường giữa, đó là Suri. Anh ta phát hiện ra toàn bộ đội hình của Flash trong rừng của mình, và cái đại băng tiễn tiếp tục bay một cách rất uốn lượn vào thẳng nhà Saigon Phantom. Pote có vẻ đánh thông thuận tay lắm con mẹ Ash này. Rồi, đại băng tiễn trúng vào cái tường nhà của Saigon Phantom. Trước đó chúng ta thấy một tình huống mà đội tuyển có được một màn hạ gục, đang đi rình đội tuyển có được 13 màn hạ gục. May mắn là Team Flash không bắt được ai, nhưng nếu như bắt được người nào Saigon Phantom, tình huống thi đấu đó Saigon Phantom phải đánh trả ngược lại thì tan nát đội hình của Team Flash rồi. Đây tình huống thi đấu ở khu vực đường dưới, Eagle tiếp tục có một tình huống bán nguyện thương tốt và ta đang lùa toàn bộ đội hình Team Flash. MT sẽ là màn bị hạ gục tiếp theo, Eagle và hất tung tiếp theo là rất tốt. Ở đây là lốp bê 3000 cùng với Eagle vẫn đang tìm kiếm, nhưng mà hạ gục của mình Sai bây giờ không còn lượng mana nữa. Tuy nhiên anh ta vẫn còn một cái trụ chống lưng ở phía sau để giúp cho anh ta có thể sống được trong những thi đấu này. Saigon Phantom chuyển hướng tấn công sang khu vực đường dưới và họ tiếp tục là tình huống bắn đại băng tiễn. Đánh đai băng tiễn cái kiểu gì thế này? Bây giờ tôi nghĩ là chúng ta có nên đếm như tình huống bắn đại băng tiễn trượt đến từ Coyote không nhỉ? Tôi thấy nó cũng tương đối là hài hước. Hay ấy, nó cũng hay ấy. Và có vẻ như là Flash đánh, có lẽ Flash là đội duy nhất ở Việt Nam mà đánh thua nhưng mà fan vẫn thấy vui. Những cái tình huống tấu hài của Flash rất chất lượng, và đặc biệt là họ đã chắc cốp top 1 rồi. Một ván đấu thủ tục như này fan của Flash cũng không có gì phải buồn nếu như Coyote tiếp tục trượt 5-6 cái đại băng tiễn nữa. Và Coyote đang có một lưới đồ khá hay, đó là lưỡi hái linh hồn cộng thêm đó là phục hận thương, làm chậm đến chết luôn. Tất cả mọi thứ của Coyote đều liên quan đến làm chậm. Chính xác là như vậy. Thì Flash đang không chỉ có một mình nghệ sĩ nhân dân Ellie Đỗ Thanh Đạt, mà đó nào là cả năm nghệ sĩ nhân dân, và đó là tình huống đại băng tiễn đến từ nghệ sĩ nhân dân Phạm Quốc Bình. Coyote tiếp tục đi vào khoảng không, không trúng vị trí của Suri. Đỉnh bệnh được vỡ lên đến từ vị trí của Sai, pha gần đến từ Team Flash, bài vàng trúng vào đầu của Suri. Suri chưa thấy mất máu đâu mà Sai gần chết rồi, nhưng có sự hậu thuẫn của MT phía sau nữa. Lần này thì Flash có được điểm hạ gục trong khi đó cũng được trên. Jisoo đang cực 4. Jisoo đang cực 4 và sau đó anh ta dạt nhà. Saigon Phantom không quan tâm lắm, họ lấy trụ trước. Sau đó thì họ thông thả lấy lại cái màn hạ gục của Jisoo. Thậm chí trong tình huống thi đấu họ, tôi đã tưởng là Jisoo anh ta chạy thoát rồi. Anh ta chạy thẳng lên trên là anh ta thoát đúng không? Nếu như anh ta không thoát thì anh ta vẫn câu được một khoảng thời gian nữa. Tuy nhiên Jisoo anh ta quyết định anh ta quay trở lại cực 4. Vâng, trận đấu có lẽ là quá dễ dàng rồi, nhưng Saigon Phantom họ, tôi không hiểu tại sao họ đang đánh một cách cẩn trọng quá mức cần thiết. Cẩn trọng thôi là đủ rồi, nhưng mà Saigon Phantom thực sự họ đang đánh theo một tiên hướng mà tôi cảm thấy là đang đánh phòng thủ hòa, chứ không phải là đang muốn đánh snowball. Nhưng mà Saigon Phantom họ thường xuyên đi đông hơn và họ phải đợi bắt lẻ đối phương thì sau đó họ tràn lên được. Thì nó nói chung là một, đây cũng là một cái điều tốt mà Saigon Phantom họ không chủ quan trước những ván đấu khá dễ thở như này. Và với việc là trang bị cũng như là lượng tiền chênh lệch tới 10.000 này, tôi nghĩ rằng là Saigon Phantom họ nên kết thúc nhanh ván đấu trước khi mà Coyote cũng như là Jisoo có những động thái muốn lật kèo. Rồi, Coyote mất tốc biến rồi, anh ta quay trở ngược lại trả một cái kiệt sức vào đầu của Eagle. Sau đó thì mất tốc biến, đương nhiên anh ta lên lại đếm số. Sân khấu tử thần được dựng ra, viên 1 thì nó như là 3 viên thì chúng khoảng 2 viên vậy, tôi không chú ý lắm. Nếu tôi nhìn không lầm thì chúng hai viên, không sao cả, Saigon Phantom có được trụ. Và đây là cú song thủ trưởng đến từ Ellie, nhưng không để làm gì cả. Nhưng ở phía sau thì Jisoo đã có được điểm hạ gục của mình. Saigon Phantom bây giờ ở thời điểm hiện tại họ đã có 3 người, và cái thế đẩy nhà của họ là quá rõ ràng. MT đang rất khó để có thể phòng thủ ở đây, và Saigon Phantom sẽ có được chiến thắng ở trong ván thi đấu thứ 3 này.
Vâng, chắc chắn rồi. Và tôi cứ nhìn thấy cái biểu tượng kim cương nó cứ thế nào. Vâng, và đó là chiến thắng chung cuộc 2-1 dành cho Sài Gòn Phantom. Nhưng một cách khách quan thì đây không phải là một chiến thắng mà Sài Gòn Phantom có thể ăn mừng, khi mà đối thủ của họ đó là Team Flash, đội top 1 bảng xếp hạng, họ hoàn toàn nhả kèo một cách lộ liễu trong cả 3 ván đấu. Và Sài Gòn Phantom thì đánh khá là chắc cú, thì chiến thắng này tôi nghĩ rằng cũng là đủ để cho họ có thể sốc lại tinh thần, nếu như họ chắc chắn là họ vào được playoff rồi, và họ sẽ cần một cái chiến thắng như này để có thể bình tĩnh cũng như là muốn cống hiến hơn ở trong những vòng đấu sau. Còn Flash thì họ có lẽ đánh để xả stress thôi. Vừa rồi tôi chưa kịp điểm qua KDA của các nghệ sĩ nhân dân đến từ Team Flash của chúng ta. Tôi chỉ thấy đâu đó thấp thoáng con số 16 hay là 04 gì đó. Xét về lượng bàn gục ở trong bài thi đấu này thì đó là 7 mạng dành cho Team Flash và 24 mạng dành cho Sài Gòn Phantom. Dù sao thì cũng xin cảm ơn các nghệ sĩ nhân dân đến từ Team Flash đã cống hiến cho chúng ta những màn trình diễn hết sức là sái quai hàm. Và chúng ta đã có, dù sao chúng ta cũng đã có một buổi tối thứ bảy tương đối là thú vị với các nghệ sĩ đến từ Team Flash. Xin cảm ơn vì điều đó một lần nữa. Và xin chúc mừng Sài Gòn Phantom với chiến thắng này, thì họ có 5 điểm. Và như vậy là Sài Gòn Phantom bằng điểm với TLC ở trên bảng. TLC bằng... với chiến thắng trước đó, trước RE thì đâu, để tôi xem lại cái bảng xếp hạng một lần nữa xem nào. Có lẽ là sẽ phải đợi chút xíu nữa để bảng xếp hạng chúng ta hiện lên thì chúng ta mới có thể biết được kết quả chính xác bảng xếp hạng thời điểm này. Chúng ta cùng nhìn lại một chút xíu về MVP trong bài đấu thứ 3 thuộc về cho Eagle cùng bài Xin Giao này. Xin Giao rõ ràng cùng bài đi đường đang rất là mạnh trong meta hiện tại, tăng sức mạnh rất là đáng kể tại phiên bản 3.1, và đặc biệt là những món trang bị mới dành cho đấu sĩ nó cũng tuyệt đối phù hợp với Xin Giao nữa. Trong bảng thi đấu thứ 3 này thì con Xin Giao của Eagle lên một cái bú rìu sắc thần, và lượng sát thương đến từ con Xin Giao này là cực kỳ ổn. Các bạn khán giả nếu như đang tìm một con bài đi rừng thích hợp thì hoàn toàn có thể thử con Xin Giao này. Sao anh cứ xui mọi người lên bú rìu sắc